Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của chuyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Cố trường ca, sao ngươi lại tìm tới nơi đây? Lúc này, lại là tần vô nhai lạnh giọng quát, vô cùng e rẻ, bóng người lóe lên, xuất hiện ở trước mặt tử dương thiên quân, muốn hộ pháp cho hắn, phòng ngừa Cố Trường Ca ra tay lần nữa. Hắn vững tin, Cố Tiên Nhi sẽ không truyền lại tin tức cho Cố Trường Ca. Vậy, Cố Trường Ca làm sao tìm được tới đây, mà đến cùng, hắn đã ẩn trong bóng tối bao lâu. Chuyện này làm cả lương tần vô nhai nhịn không được lan ra ý lạnh đáng sợ. Nói cách khác, mấy lời bọn hắn vừa nói, thật ra, Cố Trường Ca đã nghe được, gồm cả la lịch và quan hệ của bọn hắn. Đây, lại chính là bí mật lớn nhất của bọn hắn, ngoại trừ hai người ra, còn chưa từng nói với bất cứ ai. Hôm nay, nói với Cố Tiên Nhi, cũng là nếu cuối cùng nàng không hiểu, sẽ cưỡng ép ra tay, giữ nàng lại, ép nàng uống nước luân hồi hồ. Cho nên, cũng không lo chuyện nàng nói ra. Chuyện này, thật ra phải nhờ có ngươi, nếu không có ngươi dẫn đường, ta sao có thể tìm đến đây chứ? Nói đến, ta còn phải cảm ơn ngươi thật tốt. Cố Trường Ca cười hời hợt, bóng người rơi xuống từ trên trời cao, chậm rãi bước tới hắn biết tần vô nhai đang lo cái gì chỉ là lúc này cố trường ca cũng không thèm để ý ngươi lưu lại dấu vết trên người ta sao có thể lúc ấy ta đã dò xét một lần không thấy bất cứ dấu ấn nào giọng tần vô nhai u ám vô cùng khó có thể tin nếu ngay cả ngươi cũng phát hiện được vậy ta còn sắp đặt làm gì trên mặt của cố trường ca khẽ hiện lên ý cười vẻ mặt của tần vô nhai càng u ám xuống cũng đã biết rõ cố trường ca muốn rửa trò gì. Thì ra, lúc ấy là cố trường ca cố ý thả hắn đi, rồi dùng thủ đoạn mà hắn không biết, lưu lại dấu vết lên người hắn, rồi theo đó tìm tới đây. Ngoại trừ khả năng này ra, cũng không tìm được cách nghĩ nào hợp hơn. Ý lạnh sau lưng hắn cũng ngày càng mạnh. Tử Dương Thiên Quân đang chữa lành vết thương, nghe vậy vẻ mặt cũng vô cùng tái nhợt, rất bất ngờ, cuối cùng tung tích của hắn cũng bị lộ ra, là do đại sư huynh của mình. Sư đệ, là ta sơ ý, không ngờ cuối cùng lại dẫn Cố Trường Ca tới nơi này." Tần Vô Nhai có chút áy náy nhìn qua hướng Tử Dương Thiên Quân. Nếu hắn lại cẩn thận chút, vậy Tử Dương Thiên Quân nhất định sẽ không bị Cố Trường Ca đánh đến bị thương nặng như vậy. Hôm nay, cũng không biết có thể bình yên trốn thoát hay không. "Sư huynh, ngươi không cần như thế, Cố Trường Ca gian xảo nhiều thủ đoạn, ai có thể ngờ hắn lại sẽ làm như vậy." Tử Dương Thiên Quân thở sâu, cũng tỉnh táo lại, không có chút ý muốn trách cứ tần vô nhai nào chuyện tới nước này cũng chỉ còn nhìn thẳng mặt cố trường ca ông sau một phút trên người hắn xuất hiện sương mù màu tím mênh mông cuồn cuộn nhanh chóng tràn ra từ mỗi một tấc trên cơ thể đầy lỗ thủng cuối cùng hóa thành xiềng xích thần hy muốn nối lại cả cơ thể bị thương một lần nữa vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy trở lại vẹn nguyên thủ đoạn này đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy mà phải tiêu hao bản nguyên dù là tử dương thiên quân cũng như thế vì trong thời gian ngắn ngủi hắn cần khôi phục lại thực lực bản thân tới trạng thái đỉnh cao nhất thế này mới có sức đánh với cố trường ca một trận rất nhanh vẻ mặt hắn lại chuyển biến tốt đẹp bên trong mạch máu cũng có một vài gợn sóng thần bí xuất hiện biến thành từng thần phù xưa cũ kỳ diệu đang biến hóa khôn lường như muốn tụ ra sức mạnh vô song sư đệ tần vô nhai nhận ra bí thuật này của hắn vẻ mặt hơi nghiêm trọng lên bởi vì Bí thuật kia cũng không thuộc về đời này, mà đã từng là bí thuật cấm kỵ của Vô Nhai đạo tông. Không đến lúc mấu chốt nhất, không thể nào dùng được, không chỉ sẽ thiêu đốt bản nguyên, còn làm giảm tuổi thọ rất nhanh. Khuôn mặt của Tử Dương Thiên Quân lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần già yếu đi, các ngọn tóc trên đầu cũng có thể thấy đang loang lổ trắng toát. Sư huynh không cần khuyên nhiều, hôm nay dù thế nào, ta cũng phải phục ma. Không chỉ vì Tiên Nhi sư muội, cũng vì người trong thiên hạ, người thừa kế Ma Công cần có người đứng ra giết chết. Cố trường ca hắn táng tận lương tâm, làm đủ trò xấu, sớm muộn cũng sẽ có ngày chịu hết báo ứng. Vẻ mặt của tử dương thiên quân kiên định, sáng suốt quả quyết, lời nói ra càng dứt khoát mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Lúc này, ngay cả hắn cũng không biết vì sao, lại đột nhiên hiện lên một cỗ chính khí. Thế giới này đương nhiên có chính đạo, sẽ không cho ma đầu kia làm chuyện sằng làm bậy, làm loạn chư thiên. Đến lúc này, vẫn không quên việc vu oan hãm hại ta sao. Mặc dù, tiên nhi có hơi ngốc, nhưng ngươi lại có thể khiêu khích nàng bằng mấy lời này, kia có phải coi thường nàng quá không? Cố trường ca khẽ mỉm cười, chạy tới bên cạnh cố tiên nhi, đối với lời này của tử dương thiên quân, vốn chẳng thèm để ý. Cố trường ca Cố tiên nhi tựa như cũng đã lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn nhìn qua hắn như cũ. Cố trường ca nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng cho nàng, con ngươi nhìn chầm chầm nàng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, dù bất cứ lúc nào, ta cũng nhất định không làm hại ngươi. Cố Tiên Nhi nghe vậy thì ngẩn người, kỳ thật nàng rất muốn hỏi Cố Trường Ca, lời của Tử Dương Thiên Quân và Tần Vô Nhai đến cùng là thật hay giả, đến cùng hắn có phải người thừa kế Ma Công hay không. Nhưng giờ Cố Trường Ca nói như vậy, nàng cũng không biết phải mở miệng thế nào. Chỉ là, một chút cũng không nghi ngờ, nàng tin Cố Trường Ca sẽ không tổn thương nàng. Những hình ảnh Tử Dương Thiên Quân hiện ra cho nàng xem, dưới cái nhìn của nàng kia chính là vì khiêu khích ly gián quan hệ giữa nàng và cố trường ca cho nên vừa rồi nàng mới có thể tức giận phẫn nộ như vậy tiên nhi sư muội ngươi không nên tin vào lời ma quỷ của cố trường ca hắn vì muốn giành bản nguyên của ngươi chuyện gì cũng có thể làm ra được tử dương thiên quân hừ lạnh một tiếng lúc này đã không còn tức giận như vừa rồi dần tỉnh táo lại dù sao cố tiên nhi đã bị cố trường ca lừa gạt xoay như trong chóng không phân rõ đông tây nam bắc hắn cũng không thể vì vậy mà trách Cố Tiên Nhi. Chỉ là, thu này hắn sẽ tính lên người Cố Trường Ca. Sư đệ không cần nhiều lời với hắn, hôm nay hai người chúng ta cùng ra sức đánh, không nhất định là không thể. Tần Vô Nhai dùng ánh mắt lạnh lùng nói, hắn rất quả quyết, không chút do dự, lập tức ra tay đánh thẳng về trước, vừa vô cùng nhanh vừa mạnh mẽ. Trước đó nói mình bị thương, đương nhiên là để gạt Cố Tiên Nhi. Trạng thái cơ thể của hắn bây giờ đang rất tốt cũng chẳng có bị thương gì. Ở giữa bầu trời, bỗng nhiên thần phù lấp lóe, ánh sáng chói lọi, tất cả đều do các loại đạo tắc biến thành, trật tự ngưng tụ xen lẫn mà thành, vô cùng kinh khủng. Ngươi đừng ra tay, hai người họ cứ giao cho ta, tung tích của Thanh tiểu y, ta cũng nhất định sẽ tìm ra. Ánh mắt Cố Trường Ca có chút hơi kỳ lạ, nhìn về phía Cố Tiên Nhi. Sau đó cũng không đợi nàng trả lời, bóng người lóe lên, xuất hiện ngay giữa không trung, chiến đấu với Tần Vô Nhai xoẹt. Hắn đưa tay đánh một vầng sáng đỏ ra, vô cùng sáng chói, giống như một nhát kiếm khí từ trên trời giáng xuống, vô cùng mạnh mẽ, trông như có thể đánh nát tất cả. Sau đó, Tử Dương Thiên Quân cũng không chút do dự, ra tay đánh về phía Cố Trường Ca, khí tím mênh mông cuồn cuộn, giống như ngân hà ùn ùn kéo đến, vô cùng bao la. Ở nơi đó, biến hóa không lường, tụ thành các loại thần binh, đao thương kiếm kích, búa rìu lưỡi xiên, cùng lúc đánh thẳng về phía Cố Trường Ca, muốn chống lại một đòn này của hắn. Đông, đất trời rung động mạnh mẽ, phát ra âm thanh đáng sợ, chỉ chút tia dư âm cũng làm rất nhiều dãy núi đổ sụp, hóa thành cho tàn. Trong lúc nhất thời, pháp tắc xen lẫn nơi này, dãy núi rung động mạnh, trật tự tỏa liên xuyên qua bầu trời, giống như đánh xuyên qua đất trời. Sau đó, trên vòng trời xuất hiện sương mù màu vàng, cố trường ca ngưng tụ đạo tắc pháp thân, ánh sáng vàng chiếu rọi, cỡ ngàn vạn trượng. Khi thế vô cùng mạnh mẽ, một bàn tay khổng lồ che đậy bầu trời để cả nơi đây cũng sôi trào theo ẩm tần vô nhai rất tự tin với thực lực của mình vừa ra tay đã thể hiện chiến lược chuẩn trí tôn cảnh hóa thành một tòa thần nhạc vô cùng đồ sộ nguy nga giống như thần vật ở trong cửu thiên vậy nhưng khi đối mặt với một trưởng này của cố trường ca thần nhạc lại trực tiếp sụp đổ một chút cũng không chống lại nổi cả người tần vô nhai rung động mạnh mẽ sau đó phun ra ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài ngươi còn không thừa nhận ngươi vốn chưa từng bị thương hắn vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên không gì sánh nổi sức mạnh mà cố trường ca thể hiện ra bây giờ so với lần ở trong phủ đệ kia đâu chỉ hơn mấy lần mà còn kinh khủng hơn cả kinh khủng bị thương không đây chỉ là do các ngươi quá yếu cố trường ca tùy ý cười bước tới từ giữa bầu trời bộ dạng nhàn nhã vô cùng tự nhiên lại đánh xuống một trường nữa hỗn độn sương mù lan rộng rủ xuống thần văn màu vàng vô cùng mạnh mẽ tựa như một trưởng của thiên đế để tử dương thiên quân phun ra đầy máu tươi sau đó rớt thẳng ra bên ngoài cả người thậm chí suýt nữa đã nổ tung rơi xuống đất nửa ngày không đứng dậy được mặc dù tử dương thiên quân đã dùng cấm thuật nhưng ở trước mặt cố trường ca ngay cả một trưởng cũng không chịu nổi như cũ cả người rách tung tóe vết máu tràn lan hắn ho ra máu lần nữa trong đó còn trộn lẫn cả nội tạng vỡ vụn vết thương rất nặng vẻ mặt của tử dương thiên quân càng vô cùng khó coi tranh thủ thời gian lấy thánh dược và đan dược ra, một mạch nhét hết vào trong miệng. Lúc này, vết thương mới hơi chuyển biến tốt hơn. Sư huynh, hắn không ngờ, dưới trạng thái cả hai người cùng chung tay tấn công, vẫn như cũ không phải là đối thủ của cố trường ca. Trước đó, không phải đại sư huynh nói tỷ lệ thành công khi hắn đánh với cố trường ca là 5 phần 10 sao. Ta cũng không ngờ, bây giờ thực lực của hắn đã đến mức này, cố trường ca thật sự ẩn giấu quá sâu, quá kỹ. Tần Vô Nhai cũng biết Tử Dương Thiên Quân đang nghĩ cái gì, vẻ mặt càng u ám xuống, trong lòng có hơi lo lắng. Dưới loại tình huống này, nếu cô Trường Ca muốn giết Tử Dương Thiên Quân, có thể nói dễ như trở bàn tay. Mặc dù hắn còn không ít thủ đoạn chưa thử, nhưng điều kiên kỵ vẫn rất nhiều. Lúc trước vào Cửu Thiên, hắn cũng nhận được khá nhiều vật, học được không ít thứ. Thế nhưng, một khi thực hiện những cách thức kia, rất có thể sẽ tạo ra hậu quả khó lường nếu vật của cửu thiên xuất hiện trên thượng giới một khi bị người khác biết kết cục của hắn so với người thừa kế ma công cũng không tốt hơn bao nhiêu người thường không có tội nhưng mang ngọc thì mắc tội điều này tần vô nhai biết rất rõ sau đó vẻ mặt của cố trường ca bình tĩnh lạnh nhạt lần nữa ra tay bàn tay quét ngang tới đập từ bên dưới thẳng lên vòm trời tử dương thiên quân không ngừng phun ra máu bay thẳng ra ngoài vết thương chẳng chịt xương cốt vừa nối lại đứt gãy cơ quan nội tạng vỡ vụn cả người rách dưới không còn hình dáng lúc này dù trên người hắn có rất nhiều thần dược đan dược cũng khó mà khôi phục nổi vì cố trường ca vốn không cho hắn thời gian cố trường ca dừng tay tần vô nhai muốn rách cả mí mắt vô cùng tức giận dù là ra tay từ bên cạnh hay muốn kìm chân cố trường ca vẫn không có bất cứ cơ hội nào dù đã đánh ra thủ đoạn mạnh nhất cố trường ca càng đơn giản hơn xuất ra sơn hà đại ấn áp lực trí tôn lúc ẩn lúc hiện hơi thở đại đạo rung động ầm ầm nghiền ép xông qua vòm trời tần vô nhai nhanh chóng cắn răng vốn không thể nhúng tay nào hắn dùng rất nhiều thủ đoạn vẫn ho ra máu không địch lại được sau đó hắn vừa cắn răng vừa lấy ra một pháp bảo cổ trong suốt trắng như tuyết giống như một cái vảy cá cổ kính phía trên khắc đầy mấy đoạn đạo văn xưa cũ trong chớp mắt khi tấm vảy cá này xuất hiện đã phá vỡ cả bầu trời nhanh chóng có vầng sáng chiếu rọi xuống như đang muốn tái hiện lại sinh vật trí cường ngày xưa. Hô hô hô. Giữa đất trời, trong lúc xuất hiện âm thanh kỳ lạ đó, mảnh vảy cá này vô cùng cổ quái, phía trên đường vân phẳng phất sống lại, cùng nhau sáng chói sáng lên. Cuối cùng, hóa thành một dị thú hình rồng mọc ra thân bò, cả người có lôi đình màu tím quấn quanh, ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như cả nhật nguyệt cũng có thể bị gào đến vỡ nát. Với sức mạnh thế này, dù là sơn hà đại ấn, có lẽ cũng bị ảnh hưởng gió lồng lộng thổi tới cùng với tiếng động nổ vang đau tai nhức óc từ thổi tới tám hướng đất trời gần như cả thần hồn người cũng có thể thổi nát cửu thiên tri vật ánh mắt cố trường ca rơi vào trên tấm vảy cá kia có hơi hứng thú chỉ bằng vào sức mạnh một cái vảy cá này đã có thể chống lại áp lực của cả trí tôn vậy thời kỳ toàn thịnh của con thú biến dị này mạnh đến bao nhiêu chỉ là hắn cũng không quá quan tâm mà dùng sơn hà đại ấn ra đánh thẳng qua phía Tần Vô Nhai, cùng lúc đó cũng ra tay đánh mạnh đến chỗ Tử Dương Thiên Quân. Hiện tại Cố Trường Ca không định sẽ giết Tử Dương Thiên Quân, hắn vẫn chờ đánh con thì cha tới, cường giả tử phủ còn chưa chạy đến, Tử Dương Thiên Quân sẽ không thể chết. Kịch đấu đá, không phải bình thường đều tới lúc người bị đánh sắp chết thì thế hệ trước sẽ lập tức nhảy đến gọi lại sao? Tử Dương Thiên Quân ngươi cũng sắp chết, nhưng cường giả tử phủ sao còn chưa đến thế? Bọn hắn là định bỏ ngươi lại sao? Cố Trường Ca cười nhạt một tiếng, sau đó liều mạng đánh ra một trường sơn hà đại ấn về phía Tần Vô Nhai. Hắn vỗ một trường xuống lần nữa, lần này đã đè Tử Dương Thiên Quân ngã trên mặt đất. Cố Trường Ca, nếu ngươi giết ta, Tử Phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Khắp người Tử Dương Thiên Quân toàn là máu me, ngay cả một xương cốt hoàn chỉnh cũng không còn. Giờ phút này nhịn không được dẫn giữ hết lớn, vô cùng sợ hãi, bất an, sợ bị Cố Trường Ca giết chết ở đây ngươi thông đồng với người thừa kế ma công giết hại đệ tử thư viện sau đó tiếp tục thông đồng với sư huynh ngươi muốn giết tử yên thánh nữ rồi âm mưu đổ hết lên người ta lúc này còn muốn dẻo miệng thế nào nếu tử phủ dám che chở ngươi vậy ta lại giết hết đám bọn hắn vẻ tươi cười của cố trường ca vẫn phong khinh vân đạm như cũ không một chút gợn sóng cố trường ca ngươi ngậm máu phun người tử dương thiên quân giận dữ chửi ầm lên vô cùng tức tối cả người hắn cũng phát dần sáng, vô cùng trong suốt. Cùng lúc đó, hồng mông tử khí tuôn trào ra, hỗn độn biến hóa ở nơi đó, muốn tụ lại khí tức thái sơ, muốn chống lại cố trường ca. Nhưng thực lực cả hai thật sự chênh nhau quá lớn. Dù đạo cốt của hồng mông rất tầm thường, nhưng tia sáng năm màu đang dâng lên ở đó, quy tắc lưu chuyển đến mức tối ra, cũng khó mà chống lại nổi. Rất nhanh cả người tử dương thiên quân đã máu đẫm, bay tứ tung, bị cố trường ca đè thẳng trên mặt đất rất nhanh khí tức nơi đây xảy ra do chiến đã truyền ra các loại tia sáng chiếu rọi vòm trời trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều tu sĩ và thiên kiêu tới từ phía xa xa trong một thời gian từng đạo tia sáng phá không bay về nơi đây đều cảm thấy nơi đây có đại sự phát sinh không thể bỏ lỡ đệ tử chân tiên thư viện cũng nhanh chóng chạy đến không chế các loại tia sáng pháp khí tọa kỵ sợ bỏ lỡ cái gì là tử dương thiên quân Trường ca thiếu chủ tìm được tung tích của Tử Dương Thiên Quân, hai người đang chiến đấu rất hang say. Rất nhanh, mấy tu sĩ chạy tới, xa xa nhìn thấy tình cảnh nơi đây, không khỏi hô to một tiếng, sợ hãi và kích động không gì sánh nổi. Phía sau lưng còn rất nhiều tu sĩ, nghe vậy cũng vô cùng vui mừng, nhanh chóng chạy đến, muốn tận mắt nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Bọn người lục quan vương, thiên hoàng nữ, doanh ngọc đang chờ bên ngoài dãy núi, cũng nghe được động tĩnh bên đây, mang theo vẻ mặt khác nhau, chân đạp nhanh lên mây đi thẳng tới không được nơi đây đã bị người phát hiện thấy cảnh này vẻ mặt tần vô nhai lại thay đổi lần nữa hắn đang chống lại uy lực trí tôn không nghĩ tới nơi đây còn có trận văn ẩn không biết lúc nào lại bị phá mất dẫn đến tia sáng chiếu rọi ngút trời hấp dẫn tới rất nhiều tu sĩ từ xa hắn biết đây nhất định là cố trường ca làm cố trường ca không chỉ muốn lộ hành tung của bọn hắn ra còn muốn giết chết tử dương thiên quân ngay trước mặt tất cả tu sĩ để vương danh chính nghĩa đây để hắn nhịn không được dùng mình một cái suy nghĩ thế này thật sự quá đáng sợ sư huynh ngươi chạy mau mặc kệ ta giờ lúc này tử dương thiên quân kịp phản ứng lại dụng ý của cố trường ca trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hoàng hắn không muốn liên lụy đến tần vô nhai hơn nữa nếu tần vô nhai tiếp tục ở lại đây bị người khác chú ý tới tung tích thì không thể rửa sạch hiểm nghi được nữa. Tử Dương sư đệ. Tần Vô Nhai nghiến răng, trong mắt tràn đầy tức giận và hận ý nhìn chằm chằm Cố Trường Ca, vô cùng dãy dụa và xoắn xuýt. Hắn cũng biết hắn không thể tiếp tục ở lại đây vào lúc này. Chính là ở đây. Không ngờ Tử Dương Thiên Quân lại ẩn náu ở đây. Là hắn. Chính là người đã ám sát Tử Yên Thánh Nữ buổi tối hôm đó. Quả nhiên hắn cùng một bọn với Tử Dương Thiên Quân không ổn, hắn muốn chạy trốn, mau ngăn cản hắn lại. Phụt. Nhưng ngay sau đó, trong những tu sĩ đi tới, có người khiếp sợ nhìn một cái đã nhận ra Tần Vô Nhai. Chính là người che mặt đêm đó, bỗng trở nên vô cùng kinh sợ và phẫn nộ. Nhìn thấy Tần Vô Nhai quay người, muốn chạy khỏi nơi đó, bọn hắn lần lượt gào thét rồi xông lên, sử dụng các loại pháp khí muốn chặn hắn lại. Thế nhưng Tần Vô Nhai tiện tay vung lên, xốc lên ống tay áo thì cái vải màu trắng trong suốt lộ ra xuất hiện một tia sáng chói mắt đáng sợ, chấn động tất cả bọn hắn. Như đám tu sĩ bị chấn động chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một sức mạnh quái lạ bắn trúng, nổ tung trong không trung, máu thịt tan vỡ, thân thể lẫn linh hồn đều bị hủy diệt. Cảnh tượng này khiến những tu sĩ đi tới sau kinh ngạc và khiếp sợ, ngay tức khắc và sau đó, dấy lên phẫn nộ, sát khí đằng đằng và trong lòng càng có nhiều cam phẫn hơn. Đáng ghét! Đã đến lúc này rồi mà hắn còn muốn hành hung, thật đúng là không biết sống chết mọi người đều nổi giận đùng đùng và lần lượt thi triển thần thông thậm chí có người còn sử dụng thánh khí muốn chặn lại tần vô nhai đang chạy trốn cố trường ca tâm tư ngươi thật độc ác lúc này tần vô nhai cũng vô cùng phẫn nộ trong mắt hiện lên hận ý hắn chỉ muốn hất đám tu sĩ này ra không hề muốn ra tay giết bọn họ tình huống vừa rồi hoàn toàn là do cố trường ca đang âm thầm hành động mục đích chính là để hãm hại hắn lúc này vẫn không quên muốn dồn hắn vào chỗ chết không để lại bất kỳ cơ hội trở mình nào. Nhưng bộ dáng của cố Trường Ca như không nghe thấy lời hắn nói mà vẫn ra tay đánh về phía Tử Dương Thiên Quân. Tần Vô Nha liếc nhìn hắn, không dám ở lâu, bóng dáng bắt đầu mờ ảo, trước mắt xuất hiện một thông đạo, nhanh chóng rời đi. Lúc này, hắn chỉ hy vọng cường giả của Tử Phủ mau chóng đến đây, nếu không thì hôm nay Tử Dương Thiên Quân tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Xem ra chúng ta đã đến chậm một bước, người đó đã trốn thoát rồi. Tử Dương Thiên Quân vẫn ở đó, nhưng dường như hắn không thể chống đỡ quá lâu trong tình trạng hiện nay. Tử phủ sẽ không cho phép Tử Dương Thiên Quân chết ở đây. Vùng trời trên không xuất hiện nhiều bóng người, đám người lục quan vương, thiên hoàng nữ, doanh ngọc vội vàng đến, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng tần vô nhai gào thét lên và sau đó nhanh chóng chạy trốn. Từ trong miệng doanh ngọc thốt ra những lời cảm thán. Nàng đang nhìn về phía xa với đôi mắt vô cùng phức tạp. Trên người tử dương thiên quân đang toàn là máu, bị cố trường ca đè xuống đất không thể nhúc nhích không hề hăng hái như bọn họ thường thấy thật đáng tiếc ngay cả sư huynh của ngươi cũng mặc kệ ngươi vào lúc này cố trường ca cười nhạt nhìn tử dương thiên quân dưới chân tuy rằng tươi cười nhưng trong mắt không có bất kỳ gợn sóng gì lãnh đạm lạnh lùng cố trường ca rồi có một ngày ông trời sẽ thu phục ngươi sắc mặt của tử dương thiên quân kiên định trong miệng lại ho ra máu tự biết vào lúc này bất kỳ lời xin tha nào cũng không có tác dụng gì, ngược lại tỏ ra vô cùng có khí phách. Hy vọng có ngày đó thật, chỉ là không biết đến lúc đó ông trời thu phục ta hay ta thu phục nó. Cố trường ca cười rất bình tĩnh, bàn chân dẫm mạnh lên lần nữa khiến xương cốt của tử dương thiên quân sụp đổ, tất cả vỡ vụn. Hoàng. Nhưng vào lúc này, ở chỗ ấn đường của tử dương thiên quân, đường vân màu tím vẫn luôn khép kín đột nhiên phản chiếu ra một tia sáng kỳ dị. Đó chính là vật hộ thân của hắn bình thường thì không thể động đậy được, chỉ lộ diện khi liên quan đến nguy hiểm tính mạng. Ánh sáng màu tím óng ánh trong suốt giống như một hạt giống, thần hà chìm nổi lơ lửng trong hư không, cuốn lấy tia sáng màu tím. Loại hồng mông tử khí. Cố Trường Ca hơi nhướng mày và nhận ra vật này ngay. Đây là thần vật tiếng tăm lừng lẫy của tử phủ, nghe nói là thứ mà khi thành lập tử phủ, vị tổ sư gia đầu tiên đã tìm thấy ở một nơi thần bí. Nó không thoát khỏi liên quan với lai lịch của tử phủ vô cùng huyền diệu, tác dụng diệu kỳ khó nói. Không ngờ thứ này lại ở trong tay Tử Dương Thiên Quân, chẳng trách Tử phủ lại coi trọng đến hắn như thế. Nhưng chiêu thức của Cố Trường Ca vẫn rất đơn giản, đối mặt với loại hồng mông tử khí đột nhiên xuất hiện này, hắn vung tay ngang trời, rất nhiều quy tắc luân chuyển trong đó như biến thành một thế giới trong lòng bàn tay có thể phong trấn khắp nơi. Hư không ngưng động, viên hồng mông tử khí kéo theo sức mạnh khủng khiếp, như tạo ra một thế giới, âm thanh cuồn cuộn nặng nề, u u như muốn nghiền ép tất cả sức mạnh này cực kỳ to lớn cho dù là chuẩn trí tôn cũng phải biến sắc và hoảng sợ nhưng dưới lòng bàn tay của cố trường ca hư không gần hồng mông tử khí đột nhiên sụp đổ đại đạo ầm ầm quy tắc và chạm tạo ra âm thanh như thế giới va chạm âm thanh đinh tai nhức óc khiến cho không ít tu sĩ tới gần đều biến sắc sợ hãi không chịu nổi vội vàng lui về phía xa không ngờ viên hồng mông tử khí của tử phủ lại ở trên người tử dương thiên quân Xem ra thứ này có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với tiên đạo thiên nhãn thần thông của hắn. Vẻ mặt của lục quan vương hơi thay đổi, chú ý đến sức mạnh đáng sợ này, trước đó hắn vốn không để tâm đến tử dương thiên quân lắm. Nhưng nếu như do đấu với hắn, đến lúc đó nhất định sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Mà sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả tu sĩ, cố trường ca khép hai bàn tay lớn lại, như thể hỗn độn và vạn đạo hiện ra trong lòng bàn tay, ánh sáng vạn đạo, phát ra tiếng chống kinh thiên động địa hồng mông tử khí đã bị mắc kẹt trong đó rồi cuối cùng bị hắn cưỡng ép thu lại. Nhìn thấy cảnh này, tử dương thiên quân lại phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng phẫn nộ không cam lòng. Viên hồng mông tử khí kia cũng không thể đối kháng được với trường ca thiếu chủ. Vậy cũng mạnh quá rồi đó. Cho dù là những cường giả thế hệ trước thì có lẽ cũng không phải đối thủ của trường ca thiếu chủ nữa rồi. Nhiều thiên kiêu vô cùng kinh ngạc và cảm nhận được sức mạnh khó tưởng tượng được. Đợi lâu như vậy, có lẽ người đã sắp đến rồi. Đây mới là kế sách tiêu chuẩn. Lúc này, cô trường ca lại cảm nhận được gì đó, ánh mắt hơi nhúc nhích, nhìn lên bầu trời, trên môi có ý cười như có như không. Hắn cũng đã chờ đợi giờ khác này rất lâu. Dừng tay. Ngay sau đó, kèm theo tiếng quát giận dữ, uy áp ngang tàng và mạnh mẽ đột nhiên giáng xuống từ trên bầu trời, từ khí oai nghiêm, cuồn cuộn vô tận. Giống như có một sự tồn tại mạnh mẽ nào đó đang giáng lâm xuống tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lên chỉ thấy một thông đạo không gian được mở ra bằng vô thượng pháp lực bóng người trong đó tầng tầng lớp lớp đều có uy áp mạnh mẽ từ từ xuất hiện trong hư không sư thúc cứu ta tử dương thiên quân nhìn thấy người kia lập tức lộ ra tia vui mừng và hy vọng mặc dù thân thể vô cùng yếu ớt nhưng vẫn hét lớn lên chống đỡ lâu như vậy cuối cùng cũng thấy được người cứu viện đến trí tôn tử phủ nét mặt của cố tiên nhi Người vẫn luôn nhìn cố Trường Ca do đấu với Tử Dương Thiên Quân và Tần Vô Nhai cũng có chút thay đổi, lo lắng nhìn cố Trường Ca. Lúc này, sự xuất hiện của Chí Tôn Tử Phủ có nghĩa là tình thế đã xảy ra chuyển biến rất lớn, sẽ tiếp tục phát triển về hướng không thể tưởng tượng được. Trước đó vẫn là tranh chấp của người cùng thế hệ, thế hệ trước không dám tùy tiện nhúng tay vào. Nhưng hôm nay, cường giả Tử Phủ lại đến nơi này, xuất hiện trước mặt tất cả tu sĩ và Thiên Kiêu, thét lớn ra lệnh cho cố Trường Ca dừng tay. Chuyện này chắc chắn đã phá vỡ cục diện cân bằng được duy trì trước đó. Nàng biết rất rõ với tính cách của Cố Trường Ca, hoặc đã lường trước được tất cả từ lâu, hoặc sẽ bị cường giả Tử Phủ chọc giận rồi trực tiếp dùng bối cảnh ở phía sau lưng. Nhưng cho dù là loại nào thì chuyện hôm nay cũng sẽ không dễ dàng giải quyết, kể cả vị trí tôn tử phủ trước mắt cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nếu đến lúc đó thì không còn đơn giản là một trận tranh đấu là có thể giải quyết. Bất Hủ đại giáo ở giữa cuộc chiến của Trường Sinh và Bất Hủ thật đúng là khó có thể hình dung được bằng lời. Có thể sẽ giết đến tỷ vạn dặm trên biển sâu, cửu thiên thập địa đều sợ hãi thì sẽ không bỏ qua. Xem ra sư môn ngươi vẫn khá quan tâm đến ngươi, thậm chí còn phái một vị trí tôn tới, tiếc là như vậy thì có thể cứu được ngươi sao. Ta đã nói từ sớm nếu tử phủ dám cản ta thì ta sẽ tiêu diệt nó một thể luôn. Nhưng vào lúc này, cô trường ca vẫn mỉm cười liếc nhìn tử dương thiên quân. Những lời đã nói ra làm cho Tử Dương Thiên Quân cảm thấy sợ hãi, trong lòng ớn lạnh đáng sợ. Hắn biết Cố Trường Ca tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. "Nhưng tư diệt tử phủ." Giọng điệu cũng thật sự rất lớn. Mà lúc này, lão giả phía trên bầu trời chú ý tới tình cảnh bi thảm của Tử Dương Thiên Quân, cũng nghe được câu nói phớt lờ của Cố Trường Ca không để hắn vào trong mắt, vẻ mặt càng thêm khó nhìn nếu không phải kiêng rè thân phận của cố trường ca thì hiện tại đã ra tay dạy cho cố trường ca một bài học. Hắn không kìm được hét lên, mặt tái mét. Đáng ghét, cố trường ca, uổng cho ngươi là người đứng đầu trong thế hệ trẻ, lại dám ra tay cay độc như thế. Không để ý tới thân phận đều là đệ tử của chân tiên học viện, ra tay tàn nhẫn với tử dương như thế. Bây giờ hành vi của ngươi có khác biệt gì so với người thừa kế ma công? Hắn vừa nói ra lời này đột nhiên dấy lên một trận xôn xao, khiến cho sắc mặt của nhiều thiên kiêu hơi thay đổi, vô cùng kinh ngạc và cảm thấy hôm nay tử phủ làm như vậy, ý muốn bao che cho Tử Dương Thiên Quân. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra được Tử Dương Thiên Quân cấu kết với người thừa kế Ma Công, không chỉ tàn sát đệ tử của Chân Tiên Học Viện, bây giờ còn định phái người mình gọi là sư huynh đi ám hại Liễu Tử Yên Tử Phủ thành nữ. Hành vi như vậy, tử phủ vẫn giả vờ như không nhìn thấy, nhất quyết muốn đối đầu với tất cả các thế lực đạo thống. Đây không phải là đang tìm chết sao? lẽ nào nói tử phù thật sự có dũng khí to gan như vậy chấp nhận trở thành kẻ địch của tất cả mọi người hành vi của ta không khác gì người thừa kế ma công vậy dám hỏi tiền bối hành vi của tử dương thiên quân và tử phủ thì giống với cái gì vãn bối ra tay thay trời hành đạo chẳng lẽ là sai lầm hay sao nghe vậy cố trường ca ngẩng đầu lên nhìn về phía lão giả trong hư không khóe miệng hiện lên tia phong vân khinh đạo hắn vừa nói ra lời này đã dẫn đến một trận oanh động rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đều nhìn về phía vị trí tôn tử phủ kia, mang theo mỉm cười và chế diễu. Những gì cố trường ca nói gần giống như những gì họ nghĩ. Miệng lưỡi rất dẻo, nói sằng nói bậy. Làm sao tử dương có thể có quan hệ với người thừa kế ma công? Tất cả những chuyện này đều do người thừa kế ma công hãm hại hắn. Ngược lại, nhà ngươi là tiểu bối không có bằng chứng, điên đảo thị phi, lừa gạt mọi người. Chẳng lẽ thật sự tưởng có trường sinh cố ra sau lưng thì không ai dám quản ngươi sao? lão giả mặc đại la đạo bào không ngờ cố trường ca lại nói như vậy sắc mặt càng thêm u ám tái xanh không nhịn được hỏi lại và hét lên ồ oh, nếu đã như vậy thì nói nhiều vô ích xem ra tử phủ đã cố chấp muốn đối địch với ta rồi cố trường ca cũng không nói nhiều nữa vẫn khẽ mỉm cười làm cho người ta rất khó đoán ra tâm trạng của hắn đối địch với ngươi tiểu bối ngươi đánh giá mình quá cao rồi lão giả mặc đại la đạo bào cười lạnh một tiếng hình như đang cười cố trường ca không biết tự lượng sức mình nhưng ngay sau đó lời nói của hắn đã bị cố trường ca cắt ngang chỉ thấy vẻ mặt của cố trường ca bình tĩnh không chút dao động trực tiếp dẫm bàn chân xuống tử dương thiên quân đột nhiên rên lên thân thể nổ tung máu bắn tung tóe sau đó cố trường ca đưa tay ra thăm dò dưới ánh mắt kinh hoàng và tuyệt vọng của tử dương thiên quân hắn sắp đào lấy hồng mông đạo cốt vô cùng huyền diệu phát ra tia sáng màu tím nhạt kia Thật vô cùng cường thế. Dừng tay. Lão giả mặc đại la đạo bào vô cùng tức giận, hai mí mắt gần như bị rách ra. Không ngờ, cố trường ca lại cay độc và quả quyết như vậy, hắn sắp đào ra hồng mông đạo cốt của tử dương thiên quân trước mặt mọi người. Hắn đã trực tiếp ra tay, xốc lên tay áo, cơn gió mạnh dít lên như biến thành thiên địa càn khôn, có thể chứa tất cả mọi thứ. Thủ đoạn và thần uy của trí tôn cuồn cuộn khó lường, muốn vây khốn cố trường ca vào trong đó. Tiếp đó, sơn hà đại ấn khôi phục lại, bùng nổ ra uy áp chí tôn, như muốn lật đổ non sông hàng trăm triệu dặm. Nhưng cuối cùng không thể so với chí tôn chân chính, bị một trưởng của lão giả này vây khốn, lập tức bị bắn ra ngoài, nằm trên mặt đất. Bùm, gần 10.000 dặm xung quanh đều lộ ra vết nứt đáng sợ, hiện trường hoang tàn, vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn thấy cảnh này, dù là đám người Lục Quan Vương cũng cao mày, sợ hãi không dám tới gần, chỉ sợ bị liên lụy cơn thịnh nộ của chí tôn. Hơn nữa, tu vi của vị trí tôn tử phủ kia cũng không phải trí tôn bình thường. Ít nhất cũng là tồn tại tam trọng thiên hoặc tứ trọng thiên của trí tôn, vượt xa những người cùng cảnh giới. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh hoàng run sợ là, cố trường ca đối mặt với một cú đánh như vậy, gương mặt của hắn vẫn không có thay đổi nhiều, như đã đoán trước được từ lâu. Hắn vẫn ra tay với tử dương thiên quân, muốn nhất định phải đào ra hồng mông đạo cốt của tử dương thiên quân. Tiểu bối, ta kêu ngươi dừng tay. Khoe mắt của lão giả mặc đại la đạo bào sắp rách ra, không ngờ rằng cố trường ca hoàn toàn không để tâm đến lời nói của mình. Thái độ khinh thường như vậy khiến hắn gần như căm tức phát điên, trở thành trí tôn nhiều năm như vậy, không có người nào dám bất kính với hắn. Đặc biệt là một tên tiểu bối như vậy. Sắc mặt của những cường giả khác của tử phủ cũng rất khó coi, trí tôn nhất tộc bọn hắn bị khinh thường như vậy, ai mà chịu nổi. Lúc này, một nam tử trung niên bước ra rất oai hùng và cao lớn trong mắt hàm chứa tử khí có tu vi đại thánh cảnh đỉnh phong cũng chỉ cách chuẩn trí tôn cảnh một bước sắc mặt hắn khó coi nhìn chằm chằm cố trường ca nói lão tổ để ta dạy cho tiểu bối này một bài học thay trường sinh cố ra để hắn hiểu rõ tôn ti lớn bé biết phép tắc thân là thiên kiêu trẻ tuổi lòng cao hơn trời thì sao chứ có thể đi đến trí tôn cảnh hay không còn khó nói bọn hắn đi đường rất vội nên vẫn chưa từng nghe tin đồn trước đó cũng không biết rằng Cố Trường Ca đã từng thể hiện sức mạnh vượt xa đại thánh cảnh. Bây giờ nhìn thấy truyền nhân tộc mình bị bất nạt thành ra như vậy, trong lòng tràn đầy tức giận. Đặc biệt, Cố Trường Ca còn có thái độ phớt lờ. Cho dù hắn ra tay sẽ bị người khác chỉ trích và bị cho rằng ỷ lớn hiếp nhỏ nhưng vào lúc này, ai còn chú ý được nhiều như thế? Dù sao cũng đã đắc tội với Cố Trường Ca, ai còn quan tâm nhiều thế? Đừng làm hắn bị thương không thì ta không dễ ăn nói với bên Trường Sinh Cố ra. Lão giả mặc Đại La đạo bào nghe xong gật đầu, thực ra trong lòng rất bực bội, dù sao thì hiện tại truyền nhân Tử phủ trông rất thê thảm, ngay cả hồng môn đạo cốt cũng bị đào ra. Hắn thân là lão tổ nhất mạch phía sau Tử Dương Thiên Quân làm sao có thể không tức giận được chứ? Tuy nhiên, điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là ánh mắt của rất nhiều thiên kiêu xung quanh đều hoảng hối, nên suy nghĩ và cười toe toét. Đúng thật là hành động không có đầu óc muốn chết cũng không cần phải chơi như thế. Cố trường ca cũng không ngờ rằng vào lúc này lại có cường giả tử phủ đứng ra, muốn tìm thể diện lại cho tử dương thiên quân còn với tư thế không có đầu óc như thế. Trong chốc lát, hắn đã sửng sốt một hồi, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của cố trường ca trở nên lạnh lùng, trực tiếp đánh ra một trường, như vừa rồi vẫn không có chút thay đổi gì. Bùm! Chấn động đáng sợ truyền ra như thể bầu trời đột nhiên vỡ tung. Nam tử trung niên kinh hoàng sợ hãi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một trường này đánh trúng, nửa thân thể lập tức sụp đổ và nổ tung. Nếu không phải lão giả mặc đại la đạo bào phản ứng nhanh, vội vàng ra tay. Một trường này có thể lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Những cường giả còn lại của tử phủ cũng kinh ngạc nhìn cảnh này, lưng toát mồ hôi lạnh, vừa rồi suýt nữa không nhịn được mà ra tay. Tu vi đại thánh cảnh Lão giả mặc đại la đạo bào cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cố trường ca, ánh mắt càng lúc càng lạnh, không ngờ hắn lại có tu vi như vậy. Chẳng trách tử dương thiên quân không có sức chống đỡ gì ở trong tay hắn. Nhưng chuyện hôm nay đã không còn xoay chuyển được nữa, cho dù đắc tội với trường sinh cố ra đằng sau cố trường ca cũng phải bảo vệ tử dương thiên quân. Đây là mệnh lệnh của một vị cổ lão. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự, nếu không ra tay thì hôm nay tử dương thiên quân thực sự sẽ chết trong tay cố trường ca. Chí tôn ra tay, uy năng long trời lửa đất trong tức khắc che giấu mọi thứ ở đây hóa thành bàn tay ma quỷ hủy diệt thế giới làm cho tất cả tu sĩ thiên kiêu phải sợ hãi run rẩy từ trong linh hồn giống như đang đối mặt với thiên uy đây hoàn toàn không phải là sức mạnh mà con người có thể chống đỡ được vậy thì làm phiền thanh di rồi nhưng khi đối mặt với cú đánh này khuôn mặt của cố trường ca vẫn không thay đổi gì vẫn mỉm cười đồng thời quan sát hồng mông đạo cốt trong tay dường như hắn đang nói với hư không phía sau. Soạt. Sau một khắc, một đạo kiếm quang vô cùng kinh diễm, bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, chiếu xuống như ánh trăng, trói lọi mà mỹ lệ, như băng thanh ngọc khiết không tỉ vết. Tiếp đó, một thân ảnh mặc thanh y mơ hồ, yểu điệu lướt qua từ trong hư không, rồi lại trở về trong hư vô. Phụt. Lão giả mặc đại la đạo bào ra tay, đột nhiên mở to đôi mắt, lộ ra vẻ kinh sợ, tuyệt vọng và khó tin. Trong mắt mọi người kinh ngạc đến cực điểm, ở giữa ấn đường bắn ra máu tươi, trước sau đều sáng ngời. Thân hồn đã bị chôn vùi không có âm thanh. Cả hình dáng và linh hồn đều bị hủy diệt. Xung quanh đột nhiên tĩnh mịch. Chí tôn tử phủ cố chấp muốn đối địch với ta, giết để gian đe và cảnh cáo. Cố Trường Ca nhìn đám người tử phủ tái xanh trước mắt, khẽ thở dài, dường như có chút bất lực, nói: "Lúc này Tất cả mọi người đều tái mặt và nhận ra được sau hôm nay, e rằng thượng giới sắp phải đổi lại trật tự. Xoẹt. Máu tươi bắn tung tóe trong không trung, giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, đầy kinh diễm. Cứ như vậy chiếu sáng cả bầu trời, làm tất cả mọi người cảm thấy ánh kiếm xinh đẹp như ánh trăng sáng trong, nhưng sắc khí cũng đủ làm cho thần hồn kẻ khác run rẩy, khiếp sợ đến cực hạn. Giống như một vị tiên tử quảng hàn cung thánh khiết, thờ ơ, cưỡi ánh trăng giáng xuống phàm trần. Vậy mà dưới cảnh đẹp này tử phủ trí tôn lại đứng bất động tại chỗ trong đôi mắt mở to kinh hãi và tuyệt vọng vẫn chưa tan biến nhưng sức sống đã mất rồi cả thân thể và thần hồn đều bị diệt chính giữa ấn đường xuất hiện một cái lỗ xuyên thẳng từ trước ra sau hiện ra vô cùng đáng sợ sự thay đổi đột ngột này làm cho tất cả mọi người kinh hãi vừa rồi tử phủ trí tôn còn vô cùng cường thế kiêu ngạo trong nháy mắt cả thân thể và thần hồn đều bị tiêu hủy mất đi sức sống nhìn thấy nụ cười nhẹ trên mặt cố trường ca tất cả mọi người không nhịn được khiếp sợ nhìn thấy cảnh này ngoại trừ tử phủ thì vẻ mặt những cao thủ còn lại vô cùng run sợ kinh hoàng lộ ra vẻ không thể tin được nhiều người cũng ngơ ngác hoàn toàn không nói nên lời vị nam tử trung niên kia vừa được lão giả mặc đạo bào đại la ra tay cứu giúp sắc mặt tái nhợt không còn chút máu cả người không ngừng run rẩy sợ hãi đến cực điểm ngã trên mặt đất tử phủ trí tôn Chết rồi. Có tu sĩ phản ứng lại, không nhịn được nuốt nước miếng, giọng run lên, đã linh cảm được sau hôm nay thượng giới sẽ thay đổi, xảy ra chuyện lớn ngoài sức tưởng tượng. Hóa ra Cố Trường Ca sớm đã đoán trước được chuyện này và sắp xếp ổn thỏa tất cả, ta đã lo lắng vô ích rồi. Cố Tiên Nhi cũng giật mình mở to mắt. Nàng cũng không biết người ra tay vừa rồi là ai, nhưng dựa theo thái độ của Cố Trường Ca, đó hẳn là người của Trường Sinh Cố gia. Thực lực rất mạnh. Người này quá mạnh, vốn dĩ không cần nhiều lời, trực tiếp ra tay giết chết một vị trí tôn. Nhưng đây là trí tôn ấy. Bọn lục quan vương, thiên hoàng nữ doanh ngọc, lúc này, cũng không nhịn được khiếp sợ trợn to mắt, sống lưng dùng mình ớn lạnh kinh khủng, hoàn toàn không tin những gì xảy ra trước mặt. Nhưng họ hiểu rất rõ, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ gây ra một chấn động lớn kinh khủng, làm tất cả thế lực đạo thống sợ hãi. Phải biết rằng một vị cường giả trí tôn cảnh tam trọng thiên, hiện nay ở thượng giới tuyệt đối được xưng là không có đối thủ một phương có thể xưng tôn là tổ không ai địch lại trong số những thế lực đạo thống sau lưng họ ngay cả khi họ gặp trí tôn cũng phải cung kính không dám thất lễ có thể đạt đến vị trí trí tôn này dù là thời điểm nào cũng là kẻ tài giỏi kiêu ngạo bẩm sinh tuy thiên phú của họ mạnh nhưng trong tương lai có đạt được vị trí đó hay không cũng rất khó nói mà lúc này từ phủ phái ra một vị trí tôn giải quyết chuyện hôm nay, muốn bảo vệ để đưa Tử Dương Thiên Quân đi. Trong mắt tất cả mọi người, đây gần như là chuyện không thể tránh được, không ai có thể ngăn cản. Tuy Cố Trường Ca có mang theo chí tôn khí, nhưng nếu muốn chống lại một vị trí tôn chân chính, vẫn không có khả năng. Vừa rồi trong nháy mắt vị trí tôn này ra tay, nhiều người vẫn đang đoán, vì sao Cố Trường Ca lại bình tĩnh như thế, không tỏ ra sợ hãi gì cả. Nhưng bây giờ cuối cùng họ đã hiểu hóa ra có một vị cường giả tuyệt thế ẩn nấp phía sau hắn. Thực lực của vị cường giả tuyệt thế này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, khủng bố ngất trời, tiện tay vẫy một cái là có thể xóa bỏ một vị trí tôn. Phải biết rằng, cùng là trí tôn, muốn xóa bỏ đối phương trong nháy mắt, vốn là chuyện không thể làm được. Điều này chỉ có thể cho thấy, người thân bí vừa ra tay đó, thực lực đã vượt xa cấp bậc trí tôn. Chẳng lẽ là đế cảnh ư? Nghĩ đến đây, sắc mặt tất cả mọi người lại thay đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Người đạt đến cảnh giới đế cảnh gần như là người trấn áp khí vận và nội tình trong mỗi một đại giáo, đạo thống làm sao có thể tùy tiện ra tay như thế chứ? Chỉ khi gặp phải nguy cơ liên quan đến sinh tử, họ mới đi ra từ nơi bế quan. Không ai nghĩ rằng một chuyện thế này lại quấy rầy đến cường giả đế cảnh cố ra, hơn nữa còn ẩn nấp phía sau cố trường ca, đợi đến khi cường giả tử phủ không nhịn được ra tay với hắn mới xuất hiện. Bởi vậy cũng có thể thấy được, trường sinh cố ra rất coi trọng đến cố trường ca. Rõ ràng biết tử phủ sẽ không nhịn được mà ra tay, nên mới nghĩ ra kế này. Chẳng lẽ mục đích vì muốn có lý do để ra tay với tử phủ sao? Như vậy, dù là vì lý do gì, trường sinh cố ra cũng đang nắm lý lẽ trong tay. Rốt cuộc, chuyện này trong mắt nhiều người cũng là do tử phủ trí tôn ỉ lớn hiếp bé, định dạy dỗ cố trường ca. Cho nên vị trí tôn đó rơi vào kết cục như vậy cũng không khiến người ta bất ngờ chút nào tử phủ cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào bụng một vị trí tôn chết tại đây truyền nhân của tử phủ tử dương thiên quân bị lấy mất hồng mông đạo cốt sống không bằng chết hôm nay e rằng tử phủ sắp phát điên mất rồi đúng vậy hơn nữa tử phủ còn tuyên chiến với trường sinh cố gia trí tôn ra tay với thiếu chủ cố gia không khác gì muốn khiêu khích cả tử phủ trí tôn sẽ bị giết dù sao cũng chỉ có thể nói là hắn tự trúc họa vào thân vừa nãy còn kiêu ngạo như thế Đáng lẽ hắn phải lường trước được hậu quả chứ. Có tu sĩ không nhịn được thì thầm, nghĩ tới kết quả của chuyện này. Bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên nghe nói có một vị trí tôn ngã xuống, bị một cường giả giết chết mà chuyện này còn diễn ra trước mặt tất cả mọi người. Vừa rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt ra tay. Nhưng chẳng ai thấy rõ khuôn mặt của người này. Chỉ có thể lờ mờ đoán ra đó là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp các vị vẫn muốn ra tay sao? cố trường ca nhìn đám người tử phủ đang vô cùng sợ hãi và run rẩy, mỉm cười nói: hay muốn lấy lại hồng mông đạo cốt của tử dương thiên quân? nói xong, hắn ra hiệu cho hồng mông đạo cốt trong tay phát ra ánh sáng màu tím trong suốt, óng ánh long lanh như pha lê, có xen lẫn thần tính. từng sợi hồng mông tử khí rủ xuống quấn quanh phía trên, lộ ra vẻ đẹp vô cùng thần bí, giống như có thể biến đổi chư thiên vạn giới khi tử dương thiên quân bị cố trường ca lấy đi xương cốt vẫn chưa hôn mê bất tỉnh vẫn muốn gắng gượng cho đến khi vị sư thúc có tu vi trí tôn cảnh ra tay tiễn hắn đi nhưng khoảnh khắc tiếp theo sau khi nhìn thấy vị sư thúc có cảnh giới trí tôn như tia hy vọng bị một cường giả giết chết cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu tươi trợn mắt rồi lập tức bất tỉnh dưới loại đà kích lớn như vậy tử dương thiên quân làm sao có thể kiên trì tiếp được lúc này sau khi đám người tử phủ nghe những lời cố trường ca nói sắc mặt của bọn hắn càng thêm tái xanh sợ hãi đứng run rẩy tại chỗ hoảng sợ nhìn cố trường ca lo lắng hắn sẽ đột nhiên ra tay giết chết tất cả bọn họ ngay cả lão tổ trí tôn cũng chết rồi họ còn có thể làm gì nữa chống lại sao như vậy sẽ càng chết nhanh hơn xem ra các ngươi cũng coi như thức thời chẳng qua tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha cố trường ca thấy vẻ mặt bọn hắn vẫn không ngừng sợ hãi nụ cười trên mặt vẫn như cũ nhưng khi nói đến câu sau lời hắn nói đột nhiên chuyển sang lạnh nhạt tử phủ câu kết với người thừa kế ma công giết hại những người cùng thế hệ ai cũng đáng chết người đâu bắt đám người tử phủ lại cho ta chờ xử lý sau dứt lời trên bầu trời sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện từng tia sáng trói ầm ầm lao tới tựa như thiên quân vạn mã rực rỡ lóa mắt trói lọi bức người tất cả đều mặc áo giáp và đội mũ tay cầm thiên đao đáo khí thế hung mãnh, sát khí ngập trời. Đây là Trường Ca thiếu chủ phái Tiên VETU đâu tới vậy? Mọi người giật mình nhìn cảnh này. Lúc này mới chú ý tới, không biết từ khi nào Cố Trường Ca đã phái đến đây một đội quân tinh nhuệ. Tu vi mỗi người đều trên cảnh giới thiên thần, giống như từ trong núi thay biển máu giết ra, mang theo sát khí nồng đậm. Quả nhiên là Cố Trường Ca đã sớm tính toán mọi thứ, hắn không chỉ muốn đối phó với Tử Dương Thiên Quân, ngay cả tử phủ ở phía sau hắn cũng không buông tha. Khi thế thật lớn. Con ngươi của lục quan vương không nhịn được co lại, trong lòng không nhịn được sinh ra rung động. Cố trường ca át hẳn đã sớm biết tử dương thiên quân sẽ chết, nhưng vẫn chậm chạp chưa muốn ra tay, mà chờ cường giả tử phủ tới, mượn một cái cớ để thuận lý thành trường. Chẳng lẽ hắn thật sự định tiêu diệt tử phủ sao? Gì? Lúc này, thiên hoàng nữ cũng phản ứng lại mặc dù nàng tự hỏi đã thấy qua rất nhiều toan tính nhưng hôm nay vẫn không nhịn được hít một ngụm khí lạnh có chút sợ hãi sau đó trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người đội tiên vệ sát khí ngập trời lao xuống bao vây đám người tử phủ lại định bắt họ đi lúc này đám người tử phủ cực kỳ sợ hãi làm sao dám chống lại bọn họ tới rất nhanh nhưng cũng bị trấn áp rất nhanh bao gồm cả một vị cường giả có tu vi trí tôn cảnh cũng bị phong bế linh hải bị trấn áp mạnh mẽ không dám chống lại. Tử Dương Thiên Quân bị Cố Trường Ca tiện tay phong ấn linh hải, cũng ném cho đội tiên vệ, không thể giết hắn lúc này. Đối với Cố Trường Ca mà nói, Tử Dương Thiên Quân vẫn còn tác dụng khác. Chẳng qua, chiếc bình nhỏ chứa nước của Luân Hồi Hồ trên người Tử Dương Thiên Quân đã bị Cố Trường Ca lấy đi. Lúc ấy, sau khi chính mắt hắn nhìn thấy Tần Vô Nhai đưa bình nhỏ đó cho Cố Tiên Nhi, Cố Tiên Nhi không nhận, mà Tử Dương Thiên Quân đã cầm nó. Còn đứng ngơ ra đó làm gì, tung tích của thanh tiểu y sẽ biết nhanh thôi tử dương thiên quân đang nằm trong tay ta sớm muộn gì hắn cũng sẽ khai ra tất cả sau đó bóng dáng của cố trường ca từ trên khâu trung hạ xuống đi đến bên cạnh cố tiên nhi đang có chút ngơ ngẩn mỉm cười nói ừm cố tiên nhi gật đầu ánh mắt lạnh lẽo không nói thêm gì cũng không hỏi nhiều gì nữa lúc này nàng cũng không giống trước đây luôn cãi lại cố trường ca mà tỏ ra yên lặng khác thường dừng dưng không quan tâm trần thế tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể thành tiên bay đi. Cô trường ca biết nàng đang nghĩ cái gì, không nhịn được cười. sao vậy? vẫn đang nghĩ chuyện vừa rồi ư? nghe hắn chủ động nhắc đến, cố tiên nhi có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn cố trường ca. cố tiên nhi biết cố trường ca cũng không hoàn toàn là người xấu, nhưng cũng chẳng thể gọi là người tốt. đối với những hình ảnh mà tử dương thiên quân bày ra cho nàng xem, cố tiên nhi chưa từng để ý. tuy cố trường ca lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn đáng sợ, nhưng trước nay chưa từng làm hại nàng. Nếu Cố Trường Ca thật sự có hứng thú đối với bản nguyên của nàng, xét về thủ đoạn của hắn, làm sao nàng có thể sống đến bây giờ? Nhưng nếu những gì Từ Dương Thiên Quân và Tần Vô Nhai nói là thật, vậy thì sau này nàng sẽ phải đối mặt với Cố Trường Ca thế nào đây? Nếu hắn là người thừa kế Ma công, vậy thì bản thân nàng sẽ là gì đây? Đồng bọn với người thừa kế Ma công sao? Thật ra Cố Tiên Nhi cũng không có mâu thuẫn gì với người thừa kế Ma công, bởi vì đám sư tôn kia của nàng ở Đào thôn bản thân cũng là nửa chính nửa tà bất cứ việc gì chính hay tà đều dựa theo tiêu chuẩn làm việc của mình như nàng vẫn hy vọng những lời nói đó là giả vì tử dương thiên quân muốn ly gián quan hệ của hai người nên cố ý nói ra ta nghĩ có một số chuyện vẫn cần nói với ngươi để tránh cho ngươi cứ tỏ ra là ta nợ tiền ngươi cố trường ca nhìn cố tiên nhi đang rơi vào trầm tư nói đồng thời vẫy tay ra hiệu cho đội tiên vệ áp giải đám người tử phủ rời đi những thiên kiêu còn lại đứng từ xa thấy thế tuy muốn đến khen ngợi nhưng cũng biết ý chỉ đứng đằng xa mà không đến gần những gì hôm nay được tận mắt chứng kiến khiến bọn hắn rất kinh ngạc có nhiều chuyện cũng muốn xin cố trường ca chỉ bảo một chút đám người lục quan vương thiên hoàng nữ cũng không tới gần chỉ im lặng một lúc rồi sau đó hóa thành tia sáng lần lượt rời đi chẳng mấy chốc rất nhiều tu sĩ ở đây cũng rời đi truyền lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho các tông môn đạo thống sau lưng họ hà dòng suy nghĩ của cố tiên nhi bị cắt ngang nhìn cố trưởng ca đầy nghi ngờ mặc dù có chút không hài lòng với hắn nhưng vẫn có chút tò mò không biết cố trưởng ca rốt cuộc sẽ nói gì với nàng thật ra ta đã tìm tới đây trước khi ngươi đến những lời tử dương thiên quân nói với ngươi thật ra ta cũng đã nghe thấy rồi bao gồm cả việc hắn nói ta là người thừa kế ma công nói kiếp trước ngươi là sư muội của bọn hắn chỉ cần uống nước của hồ luân hồi ngươi có thể lấy lại được ký ức kiếp trước tất nhiên ta cũng nhìn thấy những hình ảnh đó thậm chí còn nghe thấy ngươi nói nếu hình ảnh đó là thật thì ngươi cũng bằng lòng như thế sau đó thân sắc của cố trường ca vẫn rất tự nhiên nói trực tiếp nói ra những chuyện này chẳng qua sau khi nói đến phần sau hắn không kìm được nở một nụ cười như có như không bên khóe miệng nghe vậy cố tiên nhi mở to đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên nhìn hắn nhưng khi nghe đến câu cuối cùng nàng vẫn có chút không chịu nổi cảm thấy khuôn mặt nóng lên bắt đầu đỏ mặt lúc đó bản thân nàng đang nghĩ gì mà đột nhiên nói ra như vậy hơn nữa còn bị cố trường ca nghe thấy đối diện với vẻ mặt này của cố trường ca bây giờ nàng chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cố trường ca ngươi đừng nghĩ nhiều đó chỉ là những lời ta nói ra lúc tức giận mà thôi chẳng lẽ ngươi coi là thật sao sau khi nói xong cố tiên nhi vẫn rất kiềm chế bản thân chẳng mấy chốc nàng đã tự nhiên trở lại liếc nhẹ nhìn hắn thậm chí còn hỏi ngược lại một câu bày ra dáng vẻ những gì ngươi nghĩ ngược lại rất tốt tất nhiên nàng thật sự không ngờ cố trường ca đột nhiên sẽ nói như vậy nhưng những lời thẳng thắn của cố trường ca vẫn làm cho tâm trạng của nàng tốt lên không ít nàng phát hiện ra điều bản thân để ý thật ra không phải là thân phận gì đó của cố trường ca mà là thái độ của hắn phản ứng của ngươi có phải hơi quá không ta nói những lời này với ngươi là muốn để ngươi hiểu một chuyện cố trường ca cười nhạt Ta biết, thật ra ngươi không cần nói với ta." Cố Tiên Nhi nói, tuy trong miệng ngươi chẳng nói ra được lời gì tốt đẹp, nhưng ta vẫn tin ngươi. "Không, thật ra tất cả những lời bọn Tử Dương Thiên Quân nói đều là thật." Sau đó, Cố Trường Ca xua tay ngắt lời nàng, nói ra những lời khiến Cố Tiên Nhi đột nhiên không nói được gì nữa, vô cùng kinh ngạc. Trong một lúc, nàng cũng không biết lời Cố Trường Ca rốt cuộc là thật hay giả. Cố Trường Ca nở một nụ cười như có như không, tiếp tục nói: cho nên sau này ngươi cách xa ta một chút, không chừng một ngày nào đó, ngươi làm ta không vui, ta sẽ ném ngươi vào địa lao, uống máu ngươi, rút xương ngươi, tiện thể nuốt luôn bản nguyên của ngươi, để cho ngươi biết kết cục của việc tín nhiệm. Cho nên khi ngươi thấy ta bị tử dương thiên quân làm hại, nên không nhịn được mới hiện thân sao. Cố tiên nhi phản ứng lại, không nhịn được nghiến răng, có chút tức giận, bắt đầu đấu khẩu với hắn. Đúng vậy, dù sao ta đã nói rồi, ngoại trừ ta ra, không ai được phép bắt nạt ngươi, Tử Dương Thiên Quân tự mình tìm chết, chẳng thể trách người khác. Cố Trường Ca rất nghiêm túc gật đầu thừa nhận, sau đó có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc ngươi thật sự quá yếu, vốn tưởng rằng với thực lực của ngươi sẽ không bị hắn làm bị thương. Cố Tiên Nhi sững sờ, đột nhiên nhớ tới ân oán giữa Cố Trường Ca và Tử Dương Thiên Quân, hình như đều là vì nàng mà ra. Bất kể Cố Trường Ca đối phó với Tử Dương Thiên Quân cũng được, mà đối phó với Tử phủ cũng vậy thật ra là vì không muốn thoát khỏi quan hệ với nàng. Vừa rồi vậy mà nàng còn đang dối rắm về thân phận của cố trường ca và thủ đoạn đáng sợ của hắn. Ngươi không được chê ta yếu. Nghĩ đến đây, cố tiên nhi nhìn chầm chầm cố trường ca, cuối cùng từ trong lỗ mũi hử ra một câu. Rất nhanh, chuyện xảy ra ở Hoành Nhạc Sơn Mạch hôm nay đã nhanh chóng lan truyền khắp cả giới, dẫn phát oanh động khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Nó không khác gì một cơn địa chấn lớn, Tất cả tu sĩ biết được cũng hoảng sợ trừng to hai mắt, sững sờ tại chỗ, rất lâu không kịp phản ứng. Trong miệng những tu sĩ tận mắt chứng kiến, toàn bộ diễn biến đã được lan truyền khắp nơi với tốc độ khó có thể tưởng tượng, giống hệt như mọc cánh. Mỗi một tin tức đều làm cho người ta khó có thể tin, giống như mộng ảo. Đầu tiên là Cố Trường Ca đi hoành nhạc sơn mạch tìm được chỗ ẩn nấp của Tử Dương Thiên Quân, sau đó trấn áp đối phương, Nam tử thần bí có ý đồ ám sát Từ Yên Thánh Nữ ngày đó cũng đã chạy trốn trong lúc này, cuối cùng không biết tung tích. Sau đó, các cường giả tử phủ phá vỡ không gian đi xuống, người cầm đầu là một vị trí tôn, mục đích muốn giải cứu Tử Dương Thiên Quân. Thái độ phách lối và sự cường thế của hắn làm cho tất cả tu sĩ Thiên Kiêu có mặt tại đó chấn động một cách sâu sắc. Trong quá trình này, một vị cường giả đại thánh cảnh đỉnh phong của tử phủ ra mặt thay Tử Dương Thiên Quân, muốn dạy dỗ cố Trường Ca. Nhưng hắn không ngờ mình lại bị Cố Trường Ca đánh trọng thương, nếu không phải vị trí Tôn Tử phủ kia ra tay cứu một mạng thì người này tuyệt đối đã chết thảm tại chỗ. Sau việc này, Trí Tôn Tử phủ thạnh quá hóa giận, không màng đạo nghĩa mà lấy lớn hiếp nhỏ, tấn công Cố Trường Ca. Nhưng ngay sau đó, một vị cường giả bí ẩn xuất hiện rồi ra tay vô cùng cường thế, một đạo kiếm khí xuyên qua giữa mày đối phương, tức khắc thần hồn chôn vùi, vẫn lạc tại chỗ. Trí Tôn vẫn lạc, hơn nữa còn với cái cách chấn động như thế, quả thực làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Phải biết rằng rất nhiều năm rồi thượng giới chưa từng thấy được trận chiến nào giữa các trí tôn, chớ nói chi là nhìn thấy trí tôn vẫn lạc. Ngoại trừ thiên nhân ngũ suy vẫn như thường, mọi người đã rất ít nghe nói có trí tôn của đạo thống nào đó vẫn lạc tọa hóa. Mà hôm nay trí tôn tử phủ vẫn lạc như mở màn vì đại thế. Rất nhiều tu sĩ có dự cảm, chỉ sợ tiếp theo thượng giới sẽ không còn yên bình, sắp xảy ra chuyện lớn. Xuất hiện loại chuyện này, tử phủ chắc chắn phẫn nộ, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà trường sinh cố ra sau lưng cố trường ca có nội tình thần bí khó lường, cho dù những thế gia đại giáo tồn tại lâu đời cũng phải vô cùng e dè. Hiện tại, bên cạnh cố trường ca lại có một vị cường giả hư hư thực thực là đế cảnh bảo hộ an toàn. Đã nói rõ thái độ của trường sinh cố ra đối với việc này, cường thế bá đạo. Chí tôn thì như thế nào? Bọn họ căn bản không thèm để ý, trực tiếp động thủ giết chết. Tử Dương Thiên Quân và người thừa kế Ma Công có quan hệ khó nói hết. Hành động lần này của tử phủ không khác gì cấu kết với người thừa kế Ma Công. Rất nhiều đạo thống đã bắt đầu thương nghị với nhau. Bao gồm Thái Cổ Diệp Tộc, Vô Tận Hỏa Quốc, Thiên Hoàng Sơn và các thế lực đạo thống khác. Đây đều là những thế lực từng có truyền nhân tao ngộ qua thủ đoạn thâm độc với người thừa kế Ma Công, có cừu hận không thể hòa giải với hắn. Bọn họ đang lo không tìm thấy tung tích của người thừa kế Ma Công, không có đối tượng để động thủ. Hành động của tử phủ không khác gì một bạt tay vào mặt rất nhiều đạo thống, nháy mắt khiến cho mọi người vô cùng phẫn nộ. Cao tầng của các đại đạo thống bắt đầu thương nghị với nhau, dự định tham gia với trường sinh cố ra đi thảo phạt tử phủ, trả lại một cái công đạo cho thiên hạ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thượng giới đều có loại cảm giác rông bão sắp kéo đến. Lúc này, chân tiên thư viện cũng nhanh chóng ra lệnh cho tất cả đệ tử lịch luyện trở về thư viện để tránh bị liên lụy vào việc này. Tất cả thiên kiêu còn ở đại cổ quốc cũng sôi nổi rút lui, bỏ dở thí luyện, bởi vì bọn hắn dự cảm được qua một thời gian nữa thì nơi ở của Cố Trường Ca sẽ không còn yên bình. Ngay tại lúc đó, ở trong tử phủ cũng không hề bình tĩnh chút nào. Dãy núi vờn quanh, mây mù lượn lờ, những đám mây màu tím mênh mông cuồn cuộn kéo dài, hiển thị rõ sự nguy nga khí phái. Trong một cung điện trắng lệ, rất nhiều thân ảnh sừng sững với khí tức kinh khủng, diện mạo mơ hồ, được bao phủ hỗn độn khí đang thương nghị với nhau. Liễu Tử Yên lạnh lẽo nhìn chằm chằm vị lão giả dâu bạc mặc áo bào trắng phía trên, nhị không được quát hỏi, nói: "Đại trưởng lão, những gì mà ngươi làm hiện tại không khác gì đẩy toàn bộ tử phủ vào hố lửa, chôn vùi trong vực sâu." Bây giờ tử phủ phải hứng chịu sự phẫn nộ của mọi người, các thế lực đạo thống khác đang thương lượng việc thảo phạt chúng ta. Thế mà ngươi lại không nghĩ cách giải quyết việc này, thậm chí còn dự định đi báo thủ. Hành động như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chôn vùi tử phủ sao? lão giả dâu bạc mặc áo bào trắng ngồi ngay ngắn ở giữa đại điện. Đôi mắt hắn sâu thẳm và mênh mông giống như một mảnh sao trời vô ngần, trong đó đang diễn hóa các loại cảnh tượng, rất thần bí khó lường. Sau lưng hắn là khí tức cuồn cuộn dày đặc, tựa như vô số thế giới đang dịch chuyển, vô cùng đáng sợ. Nghe vậy, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Liễu Tử Yên, lắc đầu nói, ngươi không hiểu, trên người tử dương gánh vác tương lai của tử phủ chúng ta, không thể xảy ra sơ suất được. Nếu hắn xảy ra chuyện, khí vận trong vòng trăm năm của tử phủ cũng sẽ đoạn tuyệt. Cơ hội duy nhất của tử phủ nằm ở trên người hắn, trăm năm sau cá chép hóa rồng hoặc cứ thế mà suy bại, ta cần đưa ra một lựa chọn. Rất nhiều thân ảnh phía sau hắn nghe vậy, vẻ mặt vẫn đạm mạc bình tĩnh, không hề có bất kỳ gợn sóng nào, giống như đã biết việc này từ lâu. Nghe lão giả nói như thế, Liễu Tử Yên vẫn cắn răng nói, nếu đã như vậy, tại sao đại trưởng lão lại muốn giam lòng phụ thân ta? Bây giờ ở tử phủ, chỉ cần có chút âm thanh phản kháng thì đều sẽ bị ngươi trấn áp. Đây chính là nguyên nhân như lời ngươi nói. Lời nói của Liễu Tử Yên mạnh mẽ, mang theo đại nghĩa, hơn nữa còn ẩn chứa sự phẫn nộ và không cam tâm. Không ngờ sau khi nàng trở về từ phủ thì lại nhìn thấy một cục diện như vậy. Tất cả đệ tử hay trưởng lão phản đối đều sẽ bị giam giữ trong địa lao. Đại trưởng lão có tu vi sâu không lường được, khi phụ thân nàng chỉ mới là một người đệ tử bình thường thì đối phương đã là tử phủ đại trưởng lão bế nghĩa thiên hạ, thương sinh không biết bao nhiêu vạn năm. Nếu như đại trưởng lão ra tay, cho dù bây giờ phụ thân nàng là tử phủ trưởng giáo thì cũng không có bất kỳ cơ hội nào chống lại được. Liễu Minh chỉ biết lợi ích trước mắt, không hiểu biến số lâu dài trong tương lai. Đại trưởng lão thản nhiên nói, sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Bây giờ tất cả đại đạo thống hợp lực thảo phạt, nếu đại trưởng lão vẫn còn khư khư cố chấp, đừng nói trăm năm, một năm cũng không thể chống chọi nổi. Liễu tử yên cắn răng nói tiếp, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự không cam lòng. Vì sao đạo lý đơn giản như vậy mà đại trưởng lão lại không hiểu? Người tới, đưa thánh nữ xuống dưới nghỉ ngơi. Trong thời gian này, thánh nữ cứ an tâm tu hành đi, người không cần lo lắng việc trong tông môn. Nhưng đại trưởng lão không có để liễu tử yên nói hết lời, hắn phất tay ra lệnh người dẫn nàng đi, thần sắc vẫn bình tĩnh và đạm mạc như trước. Đại trưởng lão, bên trường sinh cố ra phải làm như thế nào? sau khi liễu tử yên bị người dẫn đi một vị có diện mạo mơ hồ khí tức kinh khủng lên tiếng thử dò hỏi trong khi hắn chớp mắt thì có hàng tỷ hàng vạn đạo thần hà sen lẫn sơn hải chìm nổi nhật người sụp đổ trường sinh cố ra sừng sững đã lâu thật sự rất thần bí nội tình không thể khinh thường nhưng từ phủ ta từ tồn thế đến nay đã trải qua vạn kiểu khó khăn mà vẫn không suy bại đã trải qua rất nhiều mưa gió thiên thu vạn cổ có khi nào sợ hãi Trường sinh cố ra không có khả năng không biết cố trường ca có hành vi mưu hại người khác, nhưng bọn hắn vẫn không để ý tới. Hành vi che chở cho con như vậy làm sao có mặt mũi nói tử phủ chúng ta bao che khuyết điểm. Máu của trí tôn tử phủ không thể chảy vô ích. Đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt hiển nhiên nặng nề không ít, sau đó nhàn nhạt, nhạt, nói, quyết định lấy lại công đạo cho trí tôn nhà mình. Rõ, mấy vị tồn tại kinh khủng nghe vậy, sắc mặt tất cả đều trở nên nghiêm túc, bọn hắn đã rõ thái độ của đại trưởng lão rồi sau đó các bóng hình kia lóe lên, trực tiếp mở thông đạo không gian rời đi. Tu vi của bọn hắn đều là trí tôn cảnh, mạnh hơn rất nhiều so với vị trí tôn đi cứu viện tử dương thiên quân trước đó. Bây giờ mọi người đã được phân phó, đương nhiên muốn bắt đầu bố trí, đồng thời cũng tìm biện pháp bảo trụ tính mệnh của tử dương thiên quân. Nếu không thì hết thảy đều sẽ ủng phí. Trăm năm sau, nếu thế gian lại không có tử phủ, thay đổi hôm nay thì lại thế nào? thấy tất cả mọi người rời đi đại trưởng lão khẽ thở dài thân xác trở nên vô cùng lạnh lùng và tàn khốc hắn vung ống tay áo lên rồi đứng dậy lướt qua hư không đi vào một động phủ rất u ám ở chỗ này thần hà dâng lên ba loại sương mù màu trắng màu đen màu xám tràn ngập mãnh liệt mênh mông vô cùng quái dị một người mặc áo bào rộng tư chi sơ cứng khuôn mặt tiều tụy hốc mắt lõm xuống làn da khô khốc như vậy cánh tay và những nơi khác mọc lông trắng quái dị đang ngồi xếp bằng. Người này không hề nhúc nhích, dường như đã không có sinh cơ từ lâu. Đạo huynh, xin mời ngươi hãy xem bói một chút. Lần này, tai họa của tử phủ ta đối mặt với trường sinh cố gia có mấy phần sinh cơ. Tử phủ đại trưởng lão lại tới đây, sắc mặt cũng hơi chút ngưng trọng và kiên kỵ, sợ bị nhiễm phải. Nhưng sau đó như nghĩ tới điều gì, hắn trầm ngâm một trận, cuối cùng vẫn lên tiếng dò hỏi. Có rất ít người biết, từ phủ phát triển đến hôm nay đều có quan hệ mật thiết với vị quái nhân trong động phủ này. Ngay cả từ phủ tổ sư ra lúc trước cũng phải nhờ vào thuật xem bói của vị quái nhân này mới tìm được một nơi có cơ duyên, ở nơi đó đắc đạo, sau đó sáng lập từ phủ. Nghe vậy, đôi mắt đang nhắm lại của quái nhân như muốn mở ra, nhưng mí mắt lại nặng nề như bằng bạc thanh thiên, chỉ có thể hé mở một cái khe hở nhỏ bé. Thấy vậy, sắc mặt của từ phủ đại trưởng lão càng ngưng trọng hơn trước kia quái nhân còn có thể mở mắt ra một chút, nhưng hiện tại ngay cả việc hé mở cũng rất khó khăn. Nếu không thể mở mắt ra, như vậy đã nói rõ đối phương không còn xem bói được nữa, dù sao thì loại lực lượng nhìn trộm thiên đạo này sao có thể tùy tiện thi triển được. Những thứ phản phệ trên người quái nhân chính là chứng minh tốt nhất. Nghĩ tới đây, từ phủ đại trưởng lão không khỏi thở dài một tiếng. Lúc trước hắn dựa vào lời bói toán của quái nhân, thông qua các loại bí pháp, đưa tới anh linh cường giả cấm kỵ kỷ nguyên cuối cùng hao tổn rất nhiều đại giới thậm chí thiêu đốt khí vận của tử phủ lúc này mới khiến cho tử dương thiên quân sinh ra đã mang theo ký ức kiếp trước còn kèm theo hồng mông đạo cốt hắn chút xuống quá nhiều tâm huyết trên người tử dương thiên quân lúc này đã không đơn giản chỉ vì tử phủ mà đây cũng là vì chính hắn nếu tử dương thiên quân có thể thành đạo trước khi hắn tọa hóa như vậy tử phủ tất nhiên có thể lại hưng thịnh ngàn vạn năm hắn cũng có thể an tâm tọa hóa nếu như không được vậy thì hắn chỉ có thể thi triển cấm thuật nghịch thiên trước khi tọa hóa đoạt xá toàn bộ thọ nguyên của tử dương thiên quân sau đó sống thêm một đời tiếp tục kéo dài tử phủ truyền thừa quái nhân thiếu ân tình với tử phủ tổ sư gia nếu không thì làm sao người này có thể trợ giúp hắn nhiều lần như vậy được mà chính bởi vì nguyên nhân này cho nên tử dương thiên quân không thể xảy ra sơ suất cho dù hắn thật sự cấu kết với người thừa kế ma công thập lúc này tử phủ đại trưởng lão đang cho mày chợt nghe thấy quái nhân lên tiếng âm thanh vô cùng mơ hồ, nếu không lắng nghe thì tuyệt đối không nghe rõ. Mười phần. Tử phủ đại trưởng lão sắc mặt vui mừng, nhị không được hỏi lại. Nhưng sau khi nghe được những chữ tiếp theo, sắc mặt của hắn bỗng nhiên tái nhợt, không còn một giọt máu, cả người gần như cứng đờ tại chỗ. Thập tử vô sinh, không hề có đường sống. Thanh gì ở một nơi khác, ở Huyền Vũ Cổ Quốc, bên trong một tòa thiên điện yên tĩnh không người ở. Cố Trường Ca đứng bên cửa sổ. Tay chắp sau lưng, áo bào bồng bềnh, ngẩng đầu nhìn sơn mạch đen tuyền xa xa, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, chuyện hôm nay đã làm phiền ngươi rồi. Bên trong hư không trước mặt hắn, một bóng hình mờ ảo hiển hiện, phong hoa tuyệt đại. Diện mạo đối phương không thể nhìn rõ ràng, giống như đứng bên trong một thế giới khác. Cặp lông mày đen tuyền, sợi tóc phất phới, hai mắt yên tĩnh và bình thản, giống như viên ngọc óng ánh trong suốt, lại giống như một ánh trăng không chút tì vết. Không có gì một trí tôn nho nhỏ làm sao có tư cách càn rỡ nữ tử mặc áo xanh lắc đầu giọng nói dễ nghe như tiếng trời có lực lượng làm cho mọi người cảm thấy bình yên mấy năm khôn gặp thanh di vẫn phong hoa tuyệt đại như trước bây giờ cường giả trí tôn cũng có thể tiêu diệt trong nháy mắt cố trường ca mỉm cười hàn huyên với nàng vài câu thanh di tên thật là cố thanh y nếu dựa theo đúng bối phận thì nàng cũng không phải là người đồng lứa với cố gia hiện nay thậm chí có thể ngược dòng rất xa. Nàng là một vị quái thai cổ đại của Cố gia, nhưng lại cùng thời đại với phụ thân của Cố Trường Ca. Thật ra thì lúc xuất thế, Cố Thanh Y còn nhỏ hơn phụ thân của Cố Trường Ca rất nhiều. Bởi vì nguyên nhân này nên nàng được phụ thân của Cố Trường Ca đối đãi như nghĩa muội, vô cùng chiếu cố. Cho nên Cố Trường Ca mới có thể gọi nàng là thanh di. Về phần tại sao nàng lại trở thành người hộ đạo của Cố Trường Ca. Cái này nói đến thật ra rất dài. Lúc trước khi Cố Trường Ca 3 tuổi thì đã triển lộ tài hoa, hào quang lấn áp toàn bộ những người cùng thế hệ. Cho dù những tộc nhân lớn hơn hắn một chút cũng bị chèn ép vô cùng ảm đạm. Trong quá trình này, rất nhiều cố gia tộc lão cũng động tâm tư, cảm thấy Cố Trường Ca còn nhỏ như vậy mà đã có được thực lực như thế, thành tựu tương lai sẽ không thể đoán trước được. Cho nên việc chọn lựa người hộ đạo đương nhiên rất quan trọng. Nhưng mọi người lại được một phen kinh ngạc. Lúc ấy, Cố Trường Ca nói: hắn không cần người hộ đạo cũng có thể quét ngang thiên hạ. Một đứa bé 3 tuổi lại bình thản nói ra lời này, quả thực khiến cho đám người cố ra cực kỳ ngạc nhiên. Có người cảm thấy cố trường ca còn nhỏ tuổi lại rất cùng vọng tự đại, rốt cuộc dù là thiên kiêu kinh diễm như thế nào đi nữa, trước khi trưởng thành đều sẽ gặp nguy hiểm. Cây to đón gió, cứng quá dễ gãy. Nhưng việc này không lay chuyển được cố trường ca, ngay cả phụ thân hắn cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Nhưng cuối cùng, Ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, Cố Trường Ca bỗng nhiên yêu cầu Cố Thanh Y làm người hộ đạo cho mình. Xét về thiên phú hay tu vi thì Cố Thanh Y đều rất mạnh, dù thế nào đi nữa, nàng không thể làm người hộ đạo cho một đứa nhỏ 3 tuổi được. Nhưng không ngờ Cố Thanh Y lại đồng ý. Lúc ấy, việc này còn nhắc lên không ít gợn sóng, rất nhiều đệ tử Cố ra rất hâm mộ. Dù sao thì Cố Thanh Y hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ phong hoa tuyệt đại, thậm chí có người khẳng định nàng sẽ thành đạo trước cả phụ thân Cố Trường Ca không ít tộc lão cũng có suy đoán cố thanh y bằng lòng việc này vì nể mặt phụ thân cố trường ca nhưng cố trường ca biết rõ lúc ấy hắn chỉ là thèm bản nguyên của người ta thôi tính toán mưu toàn lâu dài mà tại sao cố thanh y lại bằng lòng hẳn cũng có một phần nguyên nhân là phụ thân hắn nhưng nguyên nhân chính là hình như cố thanh y đã nhận ra được điều gì đó bởi vì nàng có một khỏa tiên thiên cửu khiếu tiên tâm đây cũng không phải bí mật gì trong cao tầng cố gia mấy năm nay ngươi chưa từng gọi ta ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất người hộ đạo này rồi. Cố Thanh Y nghe vậy chỉ bình tĩnh đáp lại, giống như thiên thu vạn cổ, thế sự xoay vần, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào ở trong mắt nàng. Trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Núi non chập trùng xa xa, mây khói lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Thậm chí có thể thấy được một chút luồng sáng năm màu sông lên trời phía xa xôi, sương mù chảy xuôi, chiếu rọi thiên khung, mỹ lệ dị thường. Lúc nói những lời này, ánh mắt của cố thanh y dường như hơi chút hoảng hốt giống như nhớ ra cái gì đó nhưng bóng dáng của nàng cũng không xuất hiện ở mảnh không gian này giống như cách cố trường ca một mảnh biển núi diện mạo của nàng mơ hồ áo bào nhẹ nhàng phấp phới ngay cả cố trường ca cũng không thấy rõ ánh mắt của nàng ý của thanh đi la trước kia ta không giống người sao cố trường ca nghe vậy cũng không ngạc nhiên chút nào hắn đi đến bên cạnh bàn bưng lên chén trà bằng ngọc trắng chậm rãi thổi vài cái sau đó không nhanh không chậm cười hỏi. Không phải. Trước kia ngươi căn bản không phải con người. Cố Thanh Y nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua vô số tầng không gian rồi rơi xuống khuôn mặt của hắn, nàng khẽ lắc đầu, giọng nói không mang theo bất kỳ gợn sóng nào. Xem ra Thanh Di đúng là có ý kiến rất lớn với ta nha. Cô trưởng ca khẽ cười. Mặc dù trước đó hắn đã biết rõ giọng điệu của nàng, nhưng mỗi lần nghe đều có cảm giác là lạ. Nếu nàng nói chuyện phiếm với người bình thường, tuyệt đối sẽ khiến cho cuộc hội thoại kết thúc trong nháy mắt nhưng cân nhắc đến việc cố thanh y tiếp xúc với người ngoài rất ít bình thường đều vẫn luôn ẩn thân tu hành cho nên hắn cũng không thèm để ý nữa tính tình của nàng như vậy còn có thể trông cậy nàng có thể giao tiếp tốt với người khác sao như nói đi cũng phải nói lại trong toàn bộ cố gia cho dù là phụ mẫu thì cũng không thể hiểu rõ hắn bằng cố thanh y đây là một loại trực giác kỳ quái cho nên cố trường ca mới cho cố thanh y lưu ở cố gia không cần hộ đạo cho hắn. Đương nhiên, một phương diện là hắn lo lắng sự tồn tại của người hộ đạo sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Một phương diện khác cũng vì cố Thanh Y hiểu hắn rất rõ, nếu cứ luôn bị nàng nhìn chằm chằm trong bóng tối, như vậy Cố Trường Ca sẽ cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Cố Thanh Y vẫn luôn làm bạn với hắn từ khi hắn 3 tuổi, mặc dù đa số thời gian nàng không hiện thân, chỉ ẩn núp trong bóng tối. Nhưng nàng lại biết hết nhất cử nhất động của Cố Trường Ca. Đến sau này Cố Trường Ca mới đưa ra yêu cầu Cố Thanh Y không cần hộ đạo cho hắn. Giống như hiện tại, chân thân của Cố Thanh Y cũng không có ở trong mảnh không gian này, mà ở bên ngoài vô tận xa xôi. Đối với nàng mà nói, giết chết một vị trí tôn chỉ là việc trong nháy mắt. Rốt cuộc Cố Trường Ca cũng không rõ nàng mạnh bao nhiêu. Nhưng ngươi như bây giờ rất tốt. Sau đó, Cố Thanh Y lại nói một câu, bóng hình hiện ra càng ngày càng mơ hồ, nàng đang đi về phía xa. Váy áo phất phới, chân trần trắng hơn tuyết, tóc đen như mực, đảo mắt đã không thấy tung tích. Cố Trường Ca sững sờ nhìn nàng biến mất, sau đó lắc đầu, cũng không để ở trong lòng. Hắn đoán không ra tâm tư của Cố Thanh Y, nhưng hắn lại không cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì ở trên người nàng. Cố Thanh Y là người đáng tin. Sau đó, bóng dáng của hắn lóe lên, chớp mắt rời khỏi cung điện, đi tới địa lao giam giữ Tử Dương Thiên Quân. Kế tiếp hắn cần chuẩn bị để đối phó Tử phủ. Cũng không phải là dùng trường sinh chiến, bất hủ kiếp, dù sao Tử phủ còn không đáng để trường sinh cố ra để ý như thế. Trước lúc này, Tử Dương Thiên Quân vẫn còn có một ít tác dụng với hắn. Ngoài ra các thế lực đạo thống như Thiên Hoàng Sơn, Thái Cổ Diệp tộc, Vô Tận Hỏa quốc, Bạch Hổ tộc, vân vân đều đang bàn luận về việc làm thế nào để thảo phạt Tử phủ giống như những gì hắn dự đoán. Cố Trường Ca cảm giác hắn cũng không cần vận dụng bao nhiêu thủ đoạn chỉ cần dựa vào cỗ lực lượng tiên cổ đại lục kia hẳn đã đủ rồi. Hắc Thiên Ưng, Thần Ngạc, Cổ Đăng Sa, Tiên Cổ Long tộc, lực lượng của những tộc đàn này vẫn không thể khinh thường. Hắn đã ra lệnh bảo những tộc đàn này phái người tới, đến lúc đó hắn phải nghĩ biện pháp làm các thế lực Thiên Hoàng Sơn xung phong. Sau đó hắn sẽ điều động đại quân trực tiếp giết vào Tử Phủ Sơn môn, vừa vặn ngư ông đắc lợi. Cố Trường Ca cũng có thể nhìn xem trong khoảng thời gian này, Hắc Nhan Ngọc có huấn luyện đại quân dựa theo yêu cầu của hắn hay không ngay tại lúc đó bên trong một mảnh không gian vô ngần ở nơi xa xôi vô tận một nữ tử mặc áo xanh phong hoa tuyệt đại như bước ra từ trong hư không nàng sưng sững trên đỉnh núi nhìn xuống mây mù lượn lờ dưới chân cả vùng không gian dường như cũng chỉ có một mình nàng biển mây trùng điệp mặt nước và bầu trời hòa làm một xa xa nhìn lại vòm trời giống như phản chiếu trong mây mù bao la hùng vĩ mà cao xa cố thanh y khẽ thở dài giờ khắc này Ánh mắt của nàng tựa như xuyên thấu vô tận không gian, vô cùng phức tạp. Tiên cung, một trưởng hủy diệt tám ngàn trâu, cửu thiên thập địa lại không có một người. Nó sẽ còn tái diễn sao? Sâu trong hoàng đô huyền vũ cổ quốc, dưới lòng đất, trong địa lao tối tăm và ẩm ướt, một tên nam tử mặc áo tím, toàn thân máu me bị quăng vào nơi này, xung quanh bị rêu phong trải rộng, tỏa ra mùi tanh tưởi. Cố Trường Ca. Lúc này, nam tử áo tím gầm lên giận dữ, sau đó bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê. Tiếng gầm này vô cùng đáng sợ, giống như tiếng gào thét tuyệt vọng của dã thú khi bị dồn tới chân tường. Vết thương bị xé rách đau đớn, xương cốt đứt gãy khiến cho Tử Dương Thiên Quân cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu che kín trán. Sau khi, hắn mất hồng mông đạo cốt, không có cách nào khép lại vài vết thương nho nhỏ này. Một loại lực lượng đáng sợ và rất quỷ dị đang xâm chiếm từng bước, có thể cắn nút hết thảy pháp lực và linh hồn của hắn. Hồn cung lung lay sắp đổ, hồn quang ảm đạm, dường như muốn nứt toạc. Cố Trường Ca, ta và ngươi không chết không thôi. Tử Dương Thiên Quân không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm chặt lại, xương tay trắng bệch. Sau đó, hắn chú ý tới hoàn cảnh hiện tại của mình, khuôn mặt càng trầm như nước. Tiếp theo, hắn ép buộc bản thân tỉnh táo lại hắn cảm giác mình đã mơ thấy một giấc mơ rất dài. Hắn trở thành một cô hồn dã quỷ lượn lờ trong thiên địa, cuối cùng không biết làm sao nhìn thấy sơn môn rách dưới đổ sụp. Hắn nhìn thấy tử phủ bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành cho tàn. Cũng nhìn thấy tần vô nhai đại sư huynh, đạo tiên tiểu sư muội, thân sắc của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ, máu me khắp người, dường như muốn nói gì đó với hắn. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không thể nghe được bọn họ đang nói cái gì ánh lửa đã nuốt chừng tất cả. Sau đó, hắn đã bị cơn đau làm bừng tỉnh, những gì nhìn thấy trong mộng đều là máu me đầm đìa. Tử Dương Thiên Quân cảm thấy đó chính là tương lai mà hắn sắp gặp phải. Sư môn của hắn, bạn bè thân thích đều phải hứng chịu thủ đoạn thâm độc của cố trường ca, không một ai may mắn thoát khỏi. Chuyện này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, cam hận muốn điên, nhưng hắn lại rất đau khổ vì bản thân nhỏ bé, không có lực lượng, cảm thấy vô cùng bất an. Tỉnh, Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, âm thanh này khiến cho sắc mặt của Tử Dương Thiên Quân kịch biến. Hắn đột nhiên quay đầu lại, con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy sự cừu hận và lạnh lẽo. "Là ngươi?" Cố trưởng Ca. Hàm răng của Tử Dương Thiên Quân cắn chặt, ba chữ này gần như phun ra từ trong cổ họng, mang theo hận ý và lửa giận ngút trời. Một người bước ra bóng tối, thân hình của hắn cao lớn, trên khuôn mặt tuấn tú thần nhã mang theo ý cười nhàn nhạt. nhạt. Tử Dương đạo huynh ngủ có ngon không? Tại sao ta lại cảm giác như ngươi gặp ác mộng? Hẳn là làm chuyện trái với lương tâm nhiều cho nên đi ngủ cũng chưa chắc được an ổn. Cố Trường Ca tùy ý cười một tiếng, Cai Ngục thấy vậy, vội vàng đem một băng ghế đá đến, đặt ở sau lưng hắn. Nghe vậy, thân sắc của Tử Dương Thiên Quân càng lạnh như băng, hắn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Trường Ca, tựa như muốn nghiền nát đối phương thành cho. Nhưng Cố Trường Ca cũng không có ý định ngồi xuống, hắn phất phất tay bảo cai ngục rời đi. Lúc này, hắn mới ung dung đánh giá trạng thái hiện tại của tử dương thiên quân. Đáng tiếc, so sánh với tần vô nhai đại sư huynh thì ngươi vẫn còn kém rất xa. Hắn lắc đầu có chút tiếc rẻ. Nói cho cùng thì tử dương thiên quân cũng không phải khí vận chi tử, nhiều lắm chỉ xem như người có đại khí vận thôi. Cho nên cố trường ca không thể phát động quy tắc để điểm khí vận trên người hắn trở về không. Chuyện này khiến cố trường ca có chút tiếc nuối, mớ rau hẹ này thật tốt nha, quá lãng phí. Tử Dương Thiên Quân không hiểu ý của Cố Trường Ca, cũng không rõ dụng ý hiện tại của đối phương. Trong lòng của hắn chỉ có lửa giận và cưu hận, nếu như ánh mắt có thể giết người thì hắn đã sớm giết chết Cố Trường Ca ngàn vạn lần rồi. Cố Trường Ca, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi lại muốn hãm hại ta? Tử Dương Thiên Quân không khỏi giận dữ quá to. Cố Trường Ca chỉ mỉm cười, lắc đầu nói, Tử Dương đạo huynh đừng nói như vậy chứ. Rõ ràng là ngươi muốn đối phó ta, cái gì là hai ta không oán không thù. Dứt lời, trong bàn tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thứ óng ánh sáng long lanh, ngay cả cốt nhục trong đó cũng rõ ràng. Một sợi sương mù màu tía lượn lờ chung quanh bên trong, vô cùng huyền diệu, giống như có thể diễn hóa chư thiên vạn giới. Hồng mông đạo cốt Thấy được thứ này, sự lạnh lẽo trên mặt tử dương thiên quân càng sâu, cả người hắn run lên do phẫn nộ đến cực hạn. Đây chính là thứ đã làm bạn với hắn từ lúc mới sinh ra. Hồng Mông rơi xuống từ trên trời, đạo âm tràn ngập, lúc ấy sen vàng nở rộ, cắm dễ hư không, trong phạm vi vạn dặm, hiển thị rõ ràng điểm lành chi cảnh. Bằng vào Hồng Mông đạo cốt, hắn đã từng quét ngang trấn áp một thời đại, không ai có thể địch lại, cho dù là những quái thai thời đại cổ đại còn sống sót, tức tỉnh thì cũng sẽ bại dưới tay hắn. Ở thời đại này, nếu không gặp Cố Trường Ca thì làm sao hắn có thể trật vật như vậy chứ? cho tới bây giờ, ngay cả hồng mông đạo cốt cũng bị hắn đào đi. Mà sự cường đại thần bí của hồng mông đạo cốt thậm chí có thể để cho tu sĩ có lực lượng trưởng khống diễn hóa thế giới. Cố trường ca đánh giá hồng mông đạo cốt trong tay, nói thực ra thì thứ này còn không bằng siêu thoát cốt mà hắn đổi với hệ thống. Chỗ chân quý của hồng mông đạo cốt chính là ẩn chứa hồng mông đại đạo. Có thể hóa hỗn độn, thái sơ, hỗn nguyên. Đương nhiên tiên thiên đạo tắc bên trong khối hồng mông đạo cốt này cũng không phải hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ có một ít bộ phận hình thức ban đầu mà thôi. Mục đích hắn lấy ra chỉ vì muốn thăm dò tiên đạo thiên nhãn của Tử Dương Thiên Quân, xem coi hai thứ này có quan hệ với nhau hay không. Nhưng ngoại trừ thần sắc phẫn nộ và càng ngày càng lạnh băng thì Tử Dương Thiên Quân đã không còn có phản ứng nào nữa. Xem ra không có quan hệ với Hồng Mông Đạo Cốt. Vậy chính là có liên quan tới Hồng Mông Tử Khí rồi. Ngay sau đó, Cố Trường Ca vung tay áo lên. "Ông một tiếng" một hạt giống có mây tía quấn quanh bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Viên hạt giống này nhìn qua vô cùng nặng nề, chim chim nổi nổi, như ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng nào đó. Mặc dù chưa sống lại nhưng cũng có loại thần hồn như đang khiếp sợ. Phải biết hồng mông tử khí có thể chống lại trí tôn khí, hơn nữa còn là trong tình huống tử dương thiên quân còn chưa thúc dục. Nếu như khôi phục toàn bộ, đoán chừng có thể sánh bằng với thần tiên chân chính. Hồng mông tử khí Thấy cảnh tượng này, từ Dương Thiên Quân cắn răng, giọng nói không khỏi phát run, đó là bởi vì do hắn quá tức giận và không cam lòng. Hồng Mông Tử Khí chính là thần vật của Tử phủ. Lúc trước vì dung hợp đạo chủng, ngay cả hắn đã phải bỏ ra một thời gian rất dài, trong lúc đó còn thất bại mấy lần. Hơn nữa Hồng Mông Tử Khí cũng không phải là thứ ngoan ngoãn nghe lời. Ngược lại, nó vô cùng táo bạo. Nếu không phải hắn có được Hồng Mông đạo cốt, chỉ sợ ngay cả tới gần nó cũng khó, chớ nói chi là dung hợp sau đó nương theo lực lượng bên trong hồng mông tử khí hắn có thể thi triển tiên đạo thiên nhãn nhìn trộm hình ảnh tương lai có thể nói hắn có được thành tựu hôm nay đều nhờ vào hồng mông tử khí và hồng mông đạo cốt chỉ nhớ kiếp trước của hắn ngược lại biến thành gân gà không đáng tiền dù sao thì hắn đã dung hợp hồng mông tử khí đã rất nhiều năm mặc dù khó mà hoàn toàn thôi động nhưng vẫn có thể cảm nhận được vô số cảm xúc biến hóa của nó hồi hộp sợ hãi kinh hoàng đây là tâm trạng bây giờ mà hồng mông tử khí truyền lại cho hắn trên tay cố trường ca hồng mông tử khí trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn nó vô cùng sợ hãi giống như đang phải đối mặt một thứ gì đó tuyệt thế đại hùng đặt ở phía trước thì đây là việc căn bản không dám tưởng tượng nổi phải biết rằng cho dù đối mặt với tử phủ đại trưởng lão có tu vi thông thiên hồng mông tử khí cũng sẽ không xảy ra loại cảm xúc này thậm chí nó còn bày ra sự khinh thường Thế mà hiện tại trước mặt cố trường ca thì nó lại còn dịu ngoan hơn cả một con mèo con, hơn nữa còn sợ sệt run rẩy. Rốt cuộc thì trên người cố trường ca có thứ gì? Xem ra tiên đạo thiên nhãn của ngươi có liên quan tới hồng mông tử khí, còn là loại quan hệ không thể cười ra. Cố trường ca mỉm cười, chú ý tới phản ứng và biến hóa của tử dương thiên quân. Thần văn màu tím ở giữa mày tử dương thiên quân chợt sáng lên, có dao động kỳ dị lan tỏa, giống như có thể chiếu dọi hết thảy. Cố Trường Ca, ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, thân sắc của Tử Dương Thiên Quân đại biến, hắn mơ hồ đoán được ý đồ của Cố Trường Ca. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch, thậm chí còn hiện lên sự tuyệt vọng. Cố Trường Ca không chỉ muốn đào hồng mông đạo cốt của hắn, ngay cả tiên đạo thiên nhãn cũng sẽ không buông tha. Nếu luyện chế hai thứ này, không chừng có thể luyện chế ra một bí bảo, có thể trợ giúp ta suy đoán tương lai. Cố Trường Ca híp mắt tự lẩm bẩm. Tử Dương Thiên Quân vốn dĩ không thèm để ý hiện tại lại lộ ra thần sắc sợ hãi đến cực hạn. Ông dưới sự lôi kéo của Hồng Mông Tử Khí, một loại lực lượng thần bí hiển hiện. Trong lúc mơ hồ mảnh vỡ thời gian bay múa, tỏa ánh sáng chói lọi. Một dòng sông xuất hiện, trong đó có dấu vết tháng năm, biển núi thành cho, lôi điện khô kiệt. Ở trong hư không vang lên âm thanh chiến minh kỳ dị. Thần phù xen lẫn rồi hóa thành một thanh trường đao sắc bén, phụt một tiếng rơi xuống. A. À. Tử Dương Thiên Quân hét thảm một tiếng, cho dù ý chí mạnh mẽ tới đâu thì cũng không chịu được loại thống khổ này. Sau một khắc, hắn đã bất tỉnh nhân sự. Cố Trường Ca vung tay áo lên, một cái hộp gỗ nhỏ lập tức xuất hiện, sau đó đặt khỏa tiên đạo thiên nhãn mang theo hào quang mịt mờ vào trong. Sau đó hắn không để ý tới Tử Dương Thiên Quân nữa, tạm thời thì tên này cũng không chết được, trước khi cường giả tử phủ chạy đến thì Tử Dương Thiên Quân còn không thể chết. Dù sao thì cũng phải cho tử phủ một cái ảo giác, không phải là một hy vọng. Một hy vọng rằng bọn hắn có thể giải cứu Tử Dương Thiên Quân. Nếu như biết Tử Dương Thiên Quân đã chết, bọn hắn chắc chắn sẽ không trả giá đại giới to lớn để giao thủ với rất nhiều đạo thống. Bên ngoài địa lao, Cố Tiên Nhi đã đứng chờ ở đó đã lâu. Sau khi chạy tới Huyền Vũ cổ quốc, nàng cũng không đi theo đệ tử còn lại trở về chân tiên thư viện, mà muốn cho Thanh Tiểu Y và Thanh Phong một cái công đạo, trước khi tìm được tung tích của Thanh Tiểu Y thì nàng sẽ không an tâm mặc dù cố trường ca bảo nàng yên tâm, nói thanh tiểu y sẽ không có việc gì. Nhưng cố tiên nhi vẫn rất lo lắng, không nhìn thấy thì nàng căn bản không an tâm. Giờ phút này thấy cố trường ca đi ra, nàng có chút hiếu kỳ, mà vẫn không có hỏi thăm, chỉ bưng cua nói, vừa rồi hình như ta nghe thấy tiếng kêu của tử dương thiên quân, nghe rất là thảm thiết. Cố trường ca cười nói, thân sắc bình tĩnh, không có gì, ta chỉ hỏi thăm tung tích của thanh tiểu y mà thôi kết quả tử dương thiên quân chết cũng không chịu thừa nhận hết cách ta chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn nghe vậy cố tiên nhi hơi chút giật mình nàng gật đầu rồi nhìn thẳng cố trường ca hỏi vậy ngươi có manh mối gì sao cố trường ca đáp lại mặc dù tử dương thiên quân mạnh miệng không chịu thừa nhận nhưng đã đến nước này rồi hắn có muốn thừa nhận hay không cũng đã không phải ý của hắn nữa rồi yên tâm đi ta đã biết tung tích của thanh tiểu y sau khi tử dương thiên quân bắt cóc thanh tiểu y thì cũng không có lập tức giao cho người thừa kế ma công dường như hắn còn có dự định khác nghe vậy cố tiên nhi lại gật đầu lần nữa trong lòng cũng thở phào một cái thật ra thì nàng đã đoán được mục đích của tử dương thiên quân dù sao thanh tiểu y chính là có được tiên ma thể vô cùng hiếm thấy bản nguyên rất chân quý tử dương thiên quân có thể lấy nàng làm giao dịch với người thừa kế ma công cho nên sẽ không tùy tiện giao ra rồi thanh tiểu y không có việc gì thì tốt rồi Đúng lúc này, Cố Trường Ca liếc mắt nhìn Cố Tiên Nhi một cái. Hắn đột nhiên lấy từ trong ngực ra một chiếc bình nhỏ màu trắng rồi đưa cho nàng, đây là nước của luân hồi hồ mà lúc đó Tần Vô Nhai đã nói. Ta đã nhìn qua rồi, hình như nó cũng không có vấn đề gì. Nước của luân hồi hồ. Cố Tiên Nhi đang suy nghĩ về chuyện của Thanh Tiểu Y. Nàng nghe thấy vậy cũng không trả lời ngay mà chỉ ngây người nhìn hắn, đôi mắt rũ xuống, uống nước này xong, ta sẽ có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước sau. Nếu như những gì Tần Vô Nhai và Tử Dương Thiên Quân nói lúc đó là sự thật, nàng sẽ đối mặt với Cố Trường Ca như thế nào sau khi khôi phục lại trí nhớ của kiếp trước đây? Dù sao thì theo lời nói của Tần Vô Nhai, ở kiếp trước nàng chính là sư muội của Tần Vô Nhai và Tử Dương Thiên Quân. Thế nhưng Tần Vô Nhai và Tử Dương Thiên Quân lại là kẻ thù của Cố Trường Ca. Có lẽ có thể, có lẽ không thể, điều này ta cũng không chắc chắn lắm." Cố Trường Ca nói. "Vậy ngươi muốn ta uống hết cái này sao?" Cố Tiên Nhi ngước mắt lên nhìn hắn chằm chằm, trong mắt nàng như có điều gì đó khác lạ. Nàng không biết tại sao mình lại đột nhiên hỏi Cố Trường Ca như vậy, nếu thật sự khôi phục được trí nhớ của kiếp trước, liệu nàng có trở thành một người khác hay không. Cố Trường Ca không nhịn được cười nói, sau khi ngươi uống nó, nếu không phải là Cố Tiên Nhi nữa, có lẽ ngươi có thể đánh thắng được ta rồi. Ta không có ý đó, ngươi đừng có thay đổi chủ đề. Cố Tiên Nhi có chút tức giận nhìn hắn chằm chằm nàng biết rằng cố trường ca đang cố tình nói sang chuyện khác có muốn số việc ta muốn để cho ngươi tự quyết định dù sao thì đây là sự lựa chọn của chính ngươi ngoài ra ta nghĩ ngươi cũng đang rất tò mò về những lời nói của tần vô nhai và tử dương thiên quân rốt cuộc là thật hay giả cố trường ca thu lại nụ cười lúc này thật hiếm khi nhìn thấy cố tiên nhi suy nghĩ nghiêm túc nghe vậy cố tiên nhi nhìn hắn thật sâu đúng như cố trường ca đã nói thật ra nàng cũng rất tò mò rốt cuộc những gì đám người tử dương thiên quân nói là thật hay giả trên thế gian này thực sự có luân hồi sao trước đó nàng không chấp nhận nó là vì nàng lo lắng nước của luân hồi hồ này có vấn đề nhưng bây giờ ngay cả cố trường ca cũng đã nói như vậy điều đó cho thấy nước của luân hồi hồ chắc là không có vấn đề gì sau khi suy nghĩ một lát cố tiên nhi mím môi như đã hạ quyết tâm cuối cùng nàng cũng cầm lấy chiếc bình nhỏ màu trắng nhưng ngay sau đó động tác của nàng rất dứt khoát gần như không chút do dự miệng mình lộn ngược trực tiếp chảy xuống mặt đất phịch cùng với một âm thanh như vậy ánh sáng màu trắng giống như một giải ngân hà rực rỡ từ miệng bình đổ xuống trong khoảng không đó chính là một câu trả lời giải ngân hà hư hư thực thực chảy xuống cửu thiên nước của hồ rực rỡ mà trói mắt nó ẩn chứa rất nhiều phù văn huyền diệu nhưng chỉ trong giây lát nó đã tan biến trong không khí giống như bị bốc hơi vậy rất nhanh không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào nữa. Cố trường ca chứng kiến tất cả những chuyện này thì có chút ngạc nhiên, sau đó hơi tiếc nuối nói, sao ngươi lại đổ cái này đi. Cố tiên nhi lạnh lùng lườm hắn một, không phải vậy chứ. Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn ta uống hết sao? Nha đầu phá phách. Cố trường ca khẽ thở dài, nếu như ngươi không uống, trả lại cho ta cũng không được sao. Nước luân hồi hồ đang yên đang lành, lại bị ngươi lãng phí như vậy e là tần vô nhai vì để có được một bình nước luân hồi hồ nhỏ như thế đã phải bỏ ra cái giá rất lớn có phải ngươi nói lầm trọng điểm rồi hay không bây giờ ngươi lại đau lòng vì nước hồ này ư nghe vậy cố tiên nhi bất mãn nhìn hắn lúc đầu nàng còn cho rằng sau khi mình đưa ra lựa chọn này cố trường ca sẽ thể hiện thái độ khác với trước đây chẳng hạn như hắn sẽ hạnh phúc vui vẻ các loại hoặc là khen ngợi nàng bằng một bữa ăn gì đó nhưng cái gì cũng không có bây giờ hắn lại đau lòng vì một bình nhỏ đựng nước luân hồi hồ như vậy sao chẳng lẽ trong lòng hắn mình còn không bằng một bình nước nhỏ này sao cố trường ca nhìn thấy sắc mặt của nàng còn kém chút nữa viết lên chữ mau khen ta một đi lên mặt hắn không khỏi bật cười ngươi đổ nước luân hồi hồ của ta đi bây giờ ngươi còn muốn ta khen ngươi sao cố tiên nhi nhìn dáng vẻ lớn lên không ra sao này của ngươi nghĩ kỹ lại cũng rất đẹp nha cố trường ca ngươi đúng là biết cách nói chuyện che giấu lương tâm của mình ngươi là một tên khốn khiếp đáng ghét. Sau này đừng hòng muốn ta để ý đến ngươi nữa. Cố tiên nhi tức giận không thôi, cơ thể mềm mại của nàng run lên vì bị hắn làm cho tức giận. Đáng tiếc là thân hình nàng thẳng như cây tre, không hề nhìn thấy được chú phập phòng nào. Sau khi quăng ra một câu nói như vậy, thân ảnh của nàng chợt lóe lên, váy bay phấp phới, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Nói cái gì mà nhìn dáng vẻ của nàng không ra sao nhưng nghĩ lại thì vô cùng xinh đẹp chứ chẳng lẽ nàng không đẹp sao? Ban đầu, Cố Tiên Nhi còn định nói tàn nhẫn một chút, sau đó sẽ dạy cho Cố Trường Ca một bài học. Cố Trường Ca cũng không muốn để nàng làm những chuyện đó, những việc nhuốm máu tươi này, loại chuyện đồng môn tương tàn không thích hợp với người tiên khí phiêu miểu như nàng. Cố Tiên Nhi đổ nước của luân hồi hồ đi, thật ra đối với nàng thì đó mới chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, nếu uống nó thì kết quả vẫn là như nhau. Bởi vì từ rất lâu, Cố Trường Ca đã biết được đại đạo chi cốt mang tiên thiên cốt văn không thuộc về thời đại này. Nó vô cùng huyền diệu và phức tạp. Nó có ảnh hưởng không nhỏ đến việc tu luyện của hắn, nên sau đó hắn đã chủ động xóa bỏ nó. Hơn nữa những tiên thiên cốt văn đó rõ ràng là một số mảnh vỡ ký ức của thần hồn. Cho nên, nếu như hắn suy đoán không sai, cái gọi là chuyển thế ký ức của đạo tiên thực ra là được ẩn chứa trong đại đạo chi cốt. Nhưng đại đạo chi cốt của Cố Tiên Nhi đã bị Cố Trường Ca lấy đi từ khi nàng còn rất nhỏ giờ đây chỉ đơn giản là nàng nếp bàn trọng sinh từ viên tiên cốt kia chứ không bất kỳ dấu vết hay dấu tích gì từ kiếp trước nữa nói cách khác thật ra cố trường ca đã sớm giúp nàng cắt đứt mối liên hệ với kiếp trước sau đó trái lại cố trường ca không xen vào chuyện của cố tiên nhi nữa trước khi cường giả từ phủ đánh tới hắn mang theo thanh phong dự định đưa thanh tiểu y trở về lúc trước hắn tùy tiện tìm một chỗ trong phủ rồi ném nàng vào đó với tu vi của thanh tiểu y hiện tại Bế quan 3 năm hay 5 năm cũng sẽ không vấn đề gì. Cố Trường Ca cũng phải không lo lắng cho sự an toàn của nàng. Tiên ma thể bản nguyên của Thanh tiểu y, hắn đã hoàn toàn lấy được nó bằng cách thông qua tiếp dẫn đạo quả. Vì vậy, nó không làm tổn thương đến nàng. Rất nhanh, hắn và Thanh Phong đã đến trong một phủ đệ hoang vắng và yên tĩnh, nơi đây đã bị bỏ hoang nhiều năm, cũng không có người ở lại. Khi lần nữa gặp lại Thanh tiểu y, nàng so với lúc trước còn xanh xao hơn rất nhiều khuôn mặt xinh đẹp cũng gầy đi không ít. Nàng giống hư một bông hoa trắng sạch sẽ, mềm yếu. Trường ca thiếu chủ, ca ca. Nhìn thấy hai người chạy tới đây, thanh tiểu y kinh ngạc trợn tròn mắt, nàng không thể tin được. Thời gian qua, nàng đã dần nguôi ngoai tâm trạng hoang mang, bất an, lo lắng và tuyệt vọng khi bị bắt đi. Kẻ bí ẩn đã bắt cóc nàng khi đó vẫn chưa hề để lộ khuôn mặt thực sự của mình. Thanh tiểu y cũng không biết mục đích của đối phương là gì, ta tới đây để cứu ngươi. Cô trường ca mỉm cười, tiếp đó cởi ra cấm chế trên người nàng. Tiểu y. Thanh Phong vô cùng kích động và vui mừng, khuôn mặt đỏ bừng, hắn thiếu chút nữa rơi lệ vì xúc động. Là trường ca thiếu chủ đã giết chết tử dương thiên quân rồi đến cứu người đó. Hắn xúc động đến nỗi nói năng lộn xộn, nhìn thấy thanh tiểu y nghi hoặc, hắn vội nói cho nàng biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện. Bao gồm cả việc tại sao nàng lại bị tử dương thiên quân bắt đi. Tử Dương Thiên Quân định giao nàng cho người thừa kế Ma Công. Sau đó lại là Cố Trường Ca đánh bại Tử Dương Thiên Quân như thế nào, hỏi ra tung tích của nàng, rồi chuyện đến đây cứu cô ấy, hắn đều kể lại chi tiết cho nàng nghe. Thanh Tiểu Y nghe xong thì vô cùng sửng sốt, nàng càng biết ơn Cố Trường Ca hơn, bản thân nàng cũng có ý ngưỡng mộ đối với Cố Trường Ca. Bây giờ nàng đã được Cố Trường Ca cứu ra khỏi móng vuốt của quỷ dữ, nàng càng cảm thấy có một duyên phận không rõ ràng giữa mình và Cố Trường Ca. Đối vấn đề này, Cố Trường Ca tất nhiên xua tay từ chối, hắn nói đây là chuyện hắn nên làm. Sau đó, hắn đưa Thanh Tiểu Y và Thanh Phong trở lại Huyền Vũ cổ quốc, ở đó các trưởng lão đã sớm nghe được tin tức vội vàng chạy đến, bao gồm cả vị trưởng lão đã ban cửu chuyển hoàn hồn đan cho Thanh Phong. Thanh Tiểu Y đã có thể bình an trở về, bọn họ tự nhiên rất vui mừng, nhưng nghĩ tới chuyện ở đây sắp xảy ra chuyện lớn, bọn họ vội vàng cùng hai người rời khỏi, cũng không muốn đợi thêm nữa. Huyền Vũ cổ quốc đã trở thành nơi nhiều thị phi, ngay cả các đại cổ quốc khác cũng như thế, bọn họ đều dự cảm sắp có chuyện lớn xảy ra, nên rất nhiều tu sĩ đã vội vàng rời khỏi. Cố Trường Ca đang ở đây, nếu như tử phủ muốn trả thù, việc đầu tiên chắc chắn làm là sẽ phái cường giả đánh tới. Mà đánh nhau với loại cường giả này, chỉ trong tích tắc đã có thể hủy diệt cả thiên địa, chứ đừng nói là một cổ quốc nho nhỏ. Thậm chí chính thảm thực vật mấy trăm dặm trở lại cũng bị ảnh hưởng. Suy xét đến điều này, Cố Trường Ca dự định rời khỏi Huyền Vũ cổ quốc trước, cũng không phải là vì hắn không muốn liên lụy đến nơi này. Đối với hắn, sống chết của những cổ quốc nhỏ bé này cơ bản không đáng để tâm tới. Bởi vì hắn định đi đến chu tước cổ quốc, dù sao thì đó cũng hang ổ của Sở Hạo, một người có khí vận chi từ khác. Cả thành bốc cháy đến cả cá trong ao cũng gặp họa. Một chu tước cổ quốc nho nhỏ này làm sao có thể chống lại mức độ cháy như vậy? Chẳng lẽ, chu tước cổ quốc lại dám đuổi hắn đi? chủ nhân người mà ta phái đi hình như đã mất dấu tần vô nhai rồi thủ đoạn ẩn nấp của hắn xem ra rất thông minh một đường lẩn trốn bây giờ đã không rõ tung tích nữa sau đó doãn mi chạy đến khuôn mặt quyến rũ có chút khó hiểu nàng bẩm báo một chuyện khác từ lúc tần vô nhai trốn thoát khỏi hoành nhạc sơn mạch cố trường ca đã dặn dò doãn mi chú ý đến dấu vết tung tích của hắn sau khi nếm mùi vị một lần thất bại tần vô nhai không thể để cố trường ca để lại ấn ký gì trên người mình hắn là người rất khôn khéo và có nhiều cách che giấu bản thân. Doãn Mi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Tần Vô Nhai ra tay, vậy nên cuối cùng đã để mất dấu hắn. Không sao, Tần Vô Nhai, sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuất hiện thôi. Nghe vậy, cô trường ca chỉ khoát tay áo, thờ ơ nói. Chỉ cần đường uyển vẫn còn bị khống chế trong tay hắn, Tần Vô Nhai sẽ không thể chạy trốn. Trong khoảng thời gian tới, nơi này sẽ không được yên ổn, trước hết ngươi hãy trở về thương minh, thuận tiện giúp ta điều tra một số tư liệu về cơ gia. Cố Trường Ca giao việc cho Doãn Mi, bảo nàng hãy rời khỏi trước, không cần ở lại đây lâu. Doãn Mi nghe vậy khẽ vâng một tiếng, nàng cũng không lo lắng Cố Trường Ca sẽ có chuyện gì. Mấy ngày sau, Huyền Vũ cổ quốc không hề yên bình chút nào, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ và thiên kiêu hóa thành thần long rời khỏi, hoặc là trở về nơi ở của gia tộc, hoặc là trở về chân tiên thư viện. Ngay cả một số tu sĩ sống ở Huyền Vũ cổ quốc cũng đã rời bỏ quê hương của bọn hắn. Cả ngày, sắc mặt của Huyền Vũ cổ quốc quốc chủ vẫn luôn buồn rầu, hắn lại không dám chủ động nói chuyện này với Cố Trường Ca, chỉ có thể cầu mong đến lúc đó, hậu quả của cuộc chiến sẽ không ảnh hưởng đến nơi này. Nếu không, có 100 cái Huyền Vũ cổ quốc cũng không đủ để hủy diệt. Trong lúc này, Cố Trường Ca nhận được tin từ Nguyệt Minh không gửi đến, nàng hỏi liệu có cần vô song tiên triều hành động hay không. Đối với vấn đề này, cố trường ca chỉ trả lời là không cần. Nguyệt Minh không cũng biết rõ, chỉ là một tử phủ thì còn không đáng để cố trường ca quan tâm như thế, cho nên sau khi nhận được câu trả lời, nàng không tiếp tục hỏi thăm nữa. Bản thân nàng cũng có việc cần phải hoàn thành. Trong số trưởng thiên thất khí, nàng đã có hai món, đó là trưởng thiên kính và trưởng thiên tỷ. Bây giờ nàng đã biết tung tích của trưởng thiên kiếm, nàng cũng đang định giành lấy, sau khi thu thập đủ trương thiên thất khí là nàng có thể mở ra tàn tích tinh cung đã sụp đổ dưới dòng sông tuế nguyệt hơn nữa hiện tại cố trường ca đang ở huyền vũ cổ quốc các đạo thống còn lại của thượng giới cũng không hề yên bình bên ngoài thiên hoàng sơn một thần hồ rất sâu đột nhiên nổi lên thần huy vạn trượng phản chiếu một mảnh xanh xung quanh hồ nước một thân ảnh cao lớn mơ hồ bay lên trời tay cầm cây đinh ba như có thể hủy diệt vạn vật ánh mắt hắn sắc như ngàn đao nhìn về phía tử phủ ở nơi xa ở một nơi khác, trong dãy núi đỏ như máu, rất nhiều đám mây ngũ sắc đang bồng bềnh trôi, một bóng người với hơi thở đáng sợ bước ra, dưới chân xuất hiện một tầng mây đỏ như máu. Từ phủ đã giết chết truyền nhân của Thiên Hoàng Sơn ta, mối thù này không đội trời chung. Những âm thanh lạnh lùng và đáng sợ vang lên, sát khí ngập trời. Từng đạo thần quang ngút trời, có thể thấy được những sinh linh chủng tộc thái cổ đang tụ lại. Mùi máu tanh tràn ngập, đằng đằng sát khí, mây mù cuộn cuộn, một mảnh đen kịt giống như mây đen đang rơi xuống. Thân ảnh của Doanh Ngọc bất ngờ xuất hiện ở trong đó. Nghe theo lời của Cố Trường Ca, việc đầu tiên nàng làm sau khi trở về Thiên Hoàng Sơn chính là thuyết phục rất nhiều kẻ khủng bố đang muốn rửa sạch nỗi nhục mà Thiên Hoàng Sơn đang phải gánh chịu gần đây. Rõ ràng, những kẻ này đã nhẫn nhịn nỗi tức giận trong lòng mình từ lâu. Lúc này lại càng như vậy, bọn họ không do dự chút nào, bỏ bế quan rồi nhao nhau xuất hiện, muốn đòi lại công bằng. Cho dù Tử phủ dám bao che chuyện Tử Dương Thiên Quân có quan hệ với người thừa kế Ma công, vậy thì cũng tương đương với việc bao che cho người thừa kế Ma công, không khác gì bảo vệ kẻ thù của Thiên Hoàng Sơn. Ân oán này, làm sao có thể kết thúc dễ dàng như thế? Rất nhanh, trong số những người này, Trí Tôn đã mạnh mẽ ra tay, trực tiếp mở ra một lối đi không gian, muốn phá vỡ kết giới rồi giáng xuống chỗ Tử phủ. Cùng lúc này, một nhóm quân của Thái cổ Diệp tộc, Vô tận Hỏa quốc Kim Kỳ Lân tộc và Bạch Hổ tộc có thay đổi to lớn. Một đội quân lớn bắt đầu tập hợp, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, trong đó có những chiếc thuyền chiến uy nghi, lân giáp sáng lấp lánh, lông vũ sặc sỡ, thanh thế ngập trời. Thông đạo không gian mở ra rồi trực tiếp giáng xuống từ phủ. Ngay lập tức, thượng giới chấn động. Đây chính là điểm báo cho sự bắt đầu của trường sinh chiến. Bên ngoài tử phủ, nhiều đội đại quân đạo thống đã bắt đầu xuất hiện, bọn họ nhất định phải đánh dẹp hết mọi thứ, nhưng trường sinh cố ra lại có vẻ hơi yên tĩnh. Trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng, có rất nhiều tiên sơn thần nhạc, hỗn độn vũ khí lượn lờ, giống như trước khi khai thiên. Tử phủ nho nhỏ, thật nực cười. Dám khiêu khích sự uy nghiêm của trường sinh cố ra ta, sợ là chán sống rồi. Bên trong đại điện nguy nga, một lão giả răng vàng lấy ra một tẩu thuốc, nhìn không khác gì một lão nông dân đang cười nói ha ha, sắc mặt hơi có vẻ khinh bỉ và coi thường chỉ sợ là từ phủ bọn hắn đã không nhớ rõ tổ tiên của mình đã từng như thế nào trong quá khứ cuối cùng họ đã cầu xin trước sơn môn cố ra ta ra sao xem ra năm tháng không buông tha cho bất cứ người nào nếu lúc đó biết được việc này e là những tên tiểu tử kia đã bị chúng ta nấu chết rồi theo đó là một giọng nói thản nhiên một lão giả mang theo mùi bùn đất trên người chậm rãi bước từ ngoài điện vào với khuôn mặt nghiêm nghị bên hông hắn cài một thanh thiết kiếm đã dì xét bước đi rất mạnh mẽ trong đại điện cho dù là gia chủ hiện tại của Cố gia, Cố Lâm Thiên, cũng chính là phụ thân của Cố Trường Ca cũng phải kính cẩn nghe theo. Trước mặt những vị trưởng lão này, hắn không có tư cách nói nhiều. Lão tổ Cố gia khác với những đạo thống còn lại, bọn họ không sắp xếp dựa theo bối phận mà sắp xếp dựa theo thực lực. Chỉ có điều, thế hệ này đã lâu không tiếp tục sắp xếp lại bối phận, bởi vì rất nhiều lão tổ còn sống hay đã chết, hoặc đang bế quan, hoặc chôn cất ở đâu, cũng không ai biết được. Dân gia ngay cả đám người cố ra cũng không biết rốt cuộc đến nay vẫn còn bao nhiêu lão tổ. Dù sao thì khi có chuyện lớn gì xảy ra, nếu không thể quyết định chắc chắn được thì chỉ cần đi đào mộ tổ là được rồi. Trong những năm gần đây, ngoài trừ khoảng thời gian trước tin tức Cố Tiên Nhi là huyết mạch duy nhất của lão tổ Cố Nam Sơn bị lộ ra ngoài thì rất ít lão tổ Cố ra xuất hiện. Mọi việc lớn nhỏ của Cố ra hầu như đều được giao cho gia chủ và tộc lão xử lý. Nhưng hiện tại, mấy vị lão tổ trong đại điện đều đột phá tu vi, tâm trạng của bọn họ cũng không tệ nên đã đi ra ngoài gặp đám hậu bối một chút. Cố Lâm Thiên cũng sẽ không làm phiền bọn hắn vì những chuyện nhỏ nhặt này của Tử Phủ. Theo vị lão giả diện mạo quắc thước, áo bào bồng bềnh, thần thái sáng láng này đi vào trong điện, nhìn ra được lúc hắn tuổi còn trẻ, phong thái thoát tục, cả người mang theo cảm giác siêu nhiên, người và đạo hợp nhất, cảm giác giống như đứng ở trung tâm, đạo vận tự nhiên, pháp tắc xen lẫn lúc bước đi giống như toàn bộ thiên địa đều cùng hòa làm một thể với hô hấp của hắn. Cho dù là vị lão tổ nhìn như lão nông vừa hút tẩu thuốc cũng đứng dậy, bộ dáng hình như rất tôn kính đối với hắn. tham kiến lão tổ. trong đại điện, cố lâm thiên cũng không biết bây giờ đi vào là vị lão tổ kia, lời nói cũng có chút kính cẩn nghe theo. hành lễ nói, trừ cố lâm thiên ra, trong đại điện còn có không ít cố gia tộc lão, đến từ cố gia các mạch. tu vi đương nhiên không cần nhiều lời yếu nhất cũng là chuẩn trí tôn cảnh, chính đang thương nghị chuyện tử phủ lần này. Đối bọn hắn, chuyện này cũng chỉ một việc nhỏ không quan trọng gì, không thương không ngứa. Nếu không phải bởi vì dính đến cố trường ca thì chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không để ý như vậy. Tham kiến lão tổ Một đám tộc lão nhao nhao hành lễ Đã có người ở trong lòng suy đoán thân phận của vị lão tổ vừa đi vào trong điện này. Nhưng cố gia lão tổ thật là nhiều lắm, có chút lão tổ cho dù bọn hắn đã tu hành mấy trăm vạn năm nhưng cũng chưa từng nhìn thấy mặt một lần. Vị lão tổ trước mặt này đúng là như thế, rất nhiều tộc lão đều đối với khuôn mặt của hắn cảm thấy lạ lẫm, nhưng lại không dám bất kính. Phải biết ngay cả bọn người trí tôn cảnh cũng cảm giác sâu sắc loại run rẩy, quỳ bái xuất phát từ nội tâm. Việc này chỉ có thể nói rõ tu vi của vị lão tổ trước mắt này sớm đã đến tình trạng thâm bất khả chắc. Ta tên Cổ Lãng, trong lúc đám người đang suy đoán thì vị lão tổ này đã mở miệng giữa sợi tóc còn lượn lờ lấy một chút sương mù hỗn độn giống như mới leo từ trong nghĩa địa ra âm thanh của hắn mang theo cười nhạt ý đang đánh giá một đám hậu bối trước mắt có chút hài lòng t lãng tổ chính là vị lúc trước kém chút nữa đã đánh sụp đổ đạo tâm của thần thiên hoàng nghe nói như thế một đám cố gia tộc lão bao gồm cả cố lâm thiên ở trong đó cũng nhịn không được hơi hít một ngụ khí lạnh sau đó kịp phản ứng Cố Lâm Thiên bước lên trước, hơi chắp tay nói, hậu bối chính là Cố gia gia chủ hiện tại, tham kiến thập bát tổ. Dù hắn thân là gia chủ, giờ phút này thái độ cũng so với trước đó kính cẩn hơn rất nhiều. Cô lãng, người này phải ít người khác, chính là một vị lão tổ sau lưng nhất mạch của hắn kia. Bản thân tuổi tác đã không thể nào khảo chứng, thậm chí cũng không biết hắn đến cùng là người thuộc thời đại nào. Chiến tích xuất thủ duy nhất chính là vô số năm trước tao ngộ thiên hoàng sơn thần thiên hoàng thần thiên hoàng trị thế thống ngự năm tộc thái cổ dã tâm bành trướng đến một ngày điều khiển kim quang đại đạo giáng lâm xuống trước sơn môn cố gia thử khiêu khích dự định dòng ngó cố ra nội tình sâu cạn kết quả còn chưa bước vào sơn môn ngay ở trước cửa đã bị một vị cố gia lão tổ ra ngoài hít thở không khí dùng một bàn tay trực tiếp đánh bay việc này làm chấn kinh lúc ấy tự nhiên mà vậy cũng biến thành vết đen lớn nhất của thần thiên hoàng anh minh một thế chỉ có điều theo thời gian dần trôi qua năm đó không ít đạo thống tận mắt chứng kiến việc này cũng táng diệt trong dòng chảy thời gian cho tới bây giờ tu sĩ đạo thống biết chuyện bí ẩn này đã rất ít nhưng ở cố gia chỉ cần là tộc nhân có chút nghiên cứu qua bí ẩn cổ sử thì đều sẽ biết được việc này đương nhiên người của thiên hoàng sơn chắc chắn cũng biết bằng không cũng sẽ không có chuyện lần trước doanh ngọc đến trường sinh cố ra bái phòng cố trường ca kết quả chờ đợi ở ngoài sơn môn nửa tháng mà không gặp người cuối cùng giận dữ rời khỏi bình thường bất hủ đại giáo trường sinh đạo thống sao có thể làm cho thiên hoàng sơn doanh thiên hoàng thân nữ có thái độ kiên kỵ như vậy không tệ không tệ nhưng thập bát tổ đây là xưng hô trước kia thôi bây giờ ta lười biếng tu luyện hồi lâu sợ là ngay cả nhị thập tổ cũng không làm được tâm tình của cố lãng không tệ nghe vậy thì khẽ lắc đầu cười nói từ trên người cố lâm thiên cảm thấy được khí tức mạch này của hắn từ tu vi đến xem cách thành đạo cũng không xa. Cái này khiến hắn có chút vui mừng. Trước đó, cô ra gia, gia chủ tại bằng chừng ấy tuổi thì đều còn lâu mới có được tu vi như vậy. Nay chỉ có thể nói rõ thiên phú của cố lâm thiên không tệ. Nghe vậy, một đám tộc lão trong điện càng xấu hổ, cái gì gọi là lười biếng tu luyện, ngay cả nhị thập tổ cũng không làm được. Sở dĩ cố lãng được xưng là thập bát tổ là bởi vì thực lực của hắn, trong số một đám lão tổ của cố ra có thể xếp thứ 18 mà việc này còn là vào cực kỳ lâu trước kia hiện tại tu vi của hắn đến cùng đã đến một bước kia hay chưa thì không ai biết được trước đó cũng đã nói trường sinh cố gia lão tổ đã rất ít lộ diện ở hiện thế tạm thời chưa nói ở tiên giới chỉ là bây giờ chuyện ở thượng giới đã đủ để đám người cố ra suy nghĩ suy đoán chuyện tử phủ thì ta đã biết được trời làm bậy thì còn sống được người tác nghiệt không thể sống các ngươi không cần để ý ngược lại là bây giờ ta lại cảm thấy rất hứng thú với vị truyền nhân kia của cố gia ta lúc mọi người ở đây suy đoán nhau nhau thì cố lãng lần nữa lên tiếng ánh mắt thâm thúy trong đó có rất nhiều cảnh tượng đáng sợ xuất hiện vạn cổ bụi bặm kim cổ câu diệt hình như lập tức sẽ xuyên thủng rất nhiều không gian rơi vào trong tử phủ cương vực lời nói của hắn rất trực tiếp bản thân đối với loại chuyện nhỏ nhặt của tử phủ thật sự không thèm để ý lúc đi ra khỏi nghĩa địa đi tới trước đại điện hắn đã đã thấy rõ khoảng thời gian này đến nay trường sinh cố ra xảy ra rất nhiều chuyện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ sự vụ, hắn cũng không hứng thú. Toàn bộ cố gia quản lý hậu bối ngay ngắn rõ ràng, vô cùng phồn thịnh. Tuy không hứng thú với chuyện gia tộc, nhưng cố lãng đối vị truyền nhân cố Trường Ca kém chút gây họa kia thì hắn lại rất hứng thú. Nói đến đây chính là hậu bối mạch này của hắn, không ngờ lại tâm ngoan thủ lạt như thế, tuổi còn nhỏ mà đã hạ thủ với biểu muội của mình. Mặc dù thủ đoạn đào đạo cốt của hắn đến để sau này bổ cứu không tính là cao minh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là giải quyết chuyện này từ căn nguyên nghe tới chuyện này ngược lại khiến cố lãng bỗng nhiên rất muốn gặp hậu bối này đương nhiên hắn cũng sẽ không trách cứ cố trường ca cái gì chuyện của hậu bối đều giao cho hậu bối giải quyết hắn thuần túy là cảm thấy hứng thú mà thôi bây giờ trường ca hắn đang ở huyền vũ cổ quốc dự định chinh phạt tử phủ nếu thập bát tổ muốn gặp hắn vậy ta sẽ truyền tin nói hắn về tộc chuyện tử phủ chắc là sẽ không tốn bao nhiêu thời gian của hắn đâu cố lâm thiên nghe vậy thì nói dù sao lão tổ thật vất vả mới ra ngoài một chuyến nếu được lão tổ xem trọng tùy tiện từ khe hở giữa ngón tay rơi ra ít đồ cũng đủ những hậu bối bọn hắn hưởng thụ rất nhiều thiên phú của cố trường ca tuy mạnh nhưng cuối cùng chỉ là tiểu bối bây giờ bên ngoài có rất nhiều nghe đồn bọn hắn cũng đều rõ ràng chống lại chuẩn trí tôn nói thực ra làm cho phụ thân như hắn cũng phải kinh ngạc đến ngây người hồi lâu không ngờ cố trường ca ẩn giấu thực lực sâu như thế đương nhiên hắn càng nhiều hơn chính là thoải mái và vui mừng khoảng thời gian này một chút kế hoạch của cố trường đều đã nói rất rõ ràng cho hắn trong truyền tin phủ. Lần này, trinh phạt từ phủ, thật ra đều không cần trường sinh cố ra nhúng tay. Cố trường ca bằng vào lực lượng của bản thân hắn cũng có thể tùy tiện ứng đối, hơn nữa bên cạnh hắn bây giờ cũng có cố thanh y. Lấy tu vi của nàng, cho dù là những tồn tại cổ lão, muốn xuống tay với cố trường ca thì cũng phải cân nhắc một chút. Cho nên, cố lâm thiên đối với cố trường ca cũng không quá lo lắng. Căn cứ tin tức Thanh Y truyền trở lại thì khoảng thời gian Trừng Ca hắn thu hoạch được không ít cơ duyên. Tu vi tiến bộ rất nhanh, trinh phạt từ phủ lần này vừa hay cũng có thể xem như là ma luyện hắn. Ngoài ra, Cố Lâm Thiên đối với nghĩa muội này của mình cũng cảm thấy cực kỳ thán phục, hắn đã nhỉ không thấu tu vi của nàng. Hắn còn nhớ lúc trước Cố Thanh Y xuất thế, xem ra chỉ là một tiểu nha đầu 18 tuổi, thế nhưng chỉ chớp mắt, tu vi của nàng đã thâm bất khả chắc, làm cho người nghĩa huynh như hắn cũng không nhịn được có chút hổ thẹn. Nếu đã như vậy thì không cần, lần này ta đi ra ngoài, thuận tiện có thể đi gặp những lão bằng hữu một chút, trong thời gian ngắn sẽ không bế quan. Vậy thì chờ tin vui của tiểu gia hỏa này đi. Nghe thấy lời này, cô lãng chỉ là khoát tay áo, cười nhạt nói, cũng không tính gọi Cố Trường Ca trở về. Nếu làm vậy, không chừng sẽ làm nhiễu đến kế hoạch của Cố Trường Ca. Loại hậu bối hữu dũng hữu mưu, thủ đoạn tàn nhẫn cường thế, hắn rất là yêu thích, không muốn can thiệp quá nhiều. Mà sau khi nói xong lời này, cô lãng đã không nói thêm gì nữa, thân ảnh nhoáng một cái biến mất khỏi đại điện. Đến loại cấp bậc như hắn, nhất niệm đi được hơn ức vạn dặm chỉ là nháy mắt, nhưng rất có thể đã sớm đi đến vùng đất vô tận xa xôi. Lấy tin tức ghi lại trong truyền thuyết xem, tính cách của thập bát tổ chính là như thế. Mặc dù nói cũng không định quản nhiều, nhưng thật ra giờ phút này có lẽ lão nhân gia ông ta đã đi đến tử phủ. Sau khi thấy cố lãng biến mất, một vị tộc lão gượng cười nói không nghĩ tới việc này sẽ kinh động thập bát tổ nếu lão nhân gia ông ta xuất thủ từ phủ này đúng là không gây nên nổi sóng gió rất nhiều tộc lão nghị luận ầm ĩ nhưng trong lời nói đối với thập bát tổ vẫn là vô cùng khâm phục hơn nữa từ những lời này hôm nay cũng có thể nhìn ra thập bát tổ hẳn là rất xem trọng đối với cố trường ca nghĩ tới đây chư vị tộc lão nhìn về phía cố lâm thiên ánh mắt tinh mang nói gia chủ lần này trinh phạt tử phủ cố gia ta sẽ điều động năm vị đế cảnh và 10 vị trí tôn cảnh tiến đến tương trợ thiếu chủ ngươi xem thử thế nào trước lúc này bọn hắn cũng nghe được tin tức cố trường ca truyền về biết được tính toán của hắn nói không cần trường sinh cố ra nhúng tay cố trường ca dự định nhờ vào đó ma luyện cỗ đại quân từ tiên cổ đại lục của hắn nhưng hiện tại ngay cả thập bát tổ đều tiến đến trường sinh cố ra không thể để lão tổ động thủ mà hậu bối lại ở một bên xem kịch được Cố Lâm Thiên nghe vậy thì nhẹ gật đầu, vậy quyết định như thế đi, nhưng đại chiến lần này, Thiên Hoàng Sơn, Thái Cổ Diệp tộc, Vô Tận Hỏa Quốc đã tiến đến, chúng ta bây giờ đi tối đa cũng chỉ là áp trận thôi. Năm vị đế cảnh. Nhưng nói cho đúng thì phải là hai vị đế cảnh, ba vị chuẩn đế cảnh. Tu vi đột phá sau khi chí tôn cửu trọng thiên đỉnh phong mới có thể bước vào hàng ngũ đế cảnh. Người mới vào đế cảnh, bây giờ ở thượng giới, phổ biến xưng là chuẩn đế chuẩn đế sau, tu sĩ bắt đầu niết đạo. Nếu niết đạo thành công thì được xưng là đế cảnh, tục xưng là kẻ thành đạo. Đó là đế giả chân chính, tung hoành vũ trụ, hoàn vũ vô địch, trên trời dưới đất, gần như khó tìm địch thủ. Từ phủ quả là không biết sống chết. Trên tiên sơn của từng tòa thần nhạc, từng vị cường giả thực lực kinh khủng hư lạnh một tiếng, bắt đầu khoác lên giáp trụ, lực lượng khí huyết như chân long từ đỉnh đầu sông ra. Đồng thời, kèn lệnh cổ xưa vang lên, lấy sừng của các hung thú loại khủng bố đúc thành âm thanh chấn động kêu gọi cố ra tiên vệ giáng lâm oanh từng đạo ánh sáng vô cùng óng ánh liên tiến xuyên qua cổng tiên âm khuếch tán tiên khí tràn ngập giống như nối liền một thế giới khác từng tiên giáp thần binh cưỡi hung thú thuần huyết cổ xưa đi ra sắc khí ngập trời rung động thương khung khí tức lạnh lẽo mỗi một người đều là một chiến giáp thân tiên quang óng ánh như kinh lịch vô số chiến loạn ánh mắt như thiên đao làm cho hư không rung rẩy bất an không hề nghi ngờ đây là một đội ngũ vô địch của trường sinh cố gia ngày bình thường bọn hắn ở trong csc thế giới khác nhau tu luyện giết địch ma luyện chiến lực bản thân nhưng lúc xảy ra chiến tranh sẽ xông vào tuyến trước nhất các phương hướng còn lại cũng mở rộng môn hộ thần quang biến mất thanh thế ngập trời bắt đầu có binh sĩ xông ra cưỡi các loại hung thú khủng bố giống như thiên quân vạn mã lao nhanh ngay lúc đó bầu trời run rẩy từng chiếc cổ chiến thuyền phá vực từ khắp nơi trong tiểu thế giới phá vỡ hư không xuất hiện trên đó loang lổ vết máu có hỗn độn khí và tiên vụ quấn quanh mang theo thần uy vô song tuân theo dụ lệnh trinh phạt tử phủ trong chỗ vô tận cương vực của trường sinh cố gia vô số thế lực phụ thuộc bị chấn động không chút do dự đã bắt đầu tập kết chiến lực mạnh mẽ đối với trường sinh cố gia có tin phục vô cùng nồng đậm phi thuyền chiến trường hung thú chiến tranh trung điệp hội tụ thành lực lượng kinh khủng dừng ở dưới tinh không. Số lượng khoảng ước vạn. Mà trường sinh cố ra bên này kinh biến đã ngay lập tức chấn động rất nhiều thế lực đạo thống mật thiết chú ý việc này. Rất nhiều đạo thống đều muốn biết nội tình của trường sinh cố ra đến cùng sâu đến mức nào, đến cùng sẽ cầm thái độ thế nào đối với một trận chiến này. Bởi vì Thiên Hoàng Sơn, Vô Tận Hỏa Quốc và các thế lực đạo thống khác đã đi trước, giết tới chỗ cương vực của tử phủ. Mà trường sinh cố ra lại chậm chạp không có động tĩnh. Cái này khiến rất nhiều người hoài nghi, chẳng lẽ trường sinh cố ra thật sự không có ý định quản nhiều sao. Nhưng rất nhanh, ba động ngút trời nơi này đã làm kinh ngạc tất cả mọi người. Chỉ thấy từng chiếc từng chiếc cổ chiến thuyền phá vực, cổ xưa, vô cùng bàng bạc, giống như một phương đại lục, từ trong cương vực của trường sinh cố ra sông ra. Mang theo hỗn độn khí và tiên vụ nồng đậm, trực tiếp phá vỡ không gian xuất hiện, thanh thế to lớn, rung động bầu trời. Trừ cái đó ra, rất nhiều tiên vệ thần quang óng ánh sông ra, cưỡi các loại hung thú khủng bố, sắc khí ngập trời, che kín bầu trời. Về phần chiến lực của những thế lực phụ thuộc thì càng không cần nhiều lời. Giống như châu chấu, mây đen phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp, giống như nhìn không thấy kết thúc. Giữa thiên địa chỉ còn lại hắc ám vô biên chiếu rơi xuống, mây đen ép thành, trực tiếp sắp giáng lâm về cương vực của tử phủ. San bằng tử phủ Dương cao uy danh của trường sinh cố gia ta thanh thế kinh khủng, quanh quẩn dưới bầu trời sao như muốn làm thiên vũ nổ tung. Một màn này trực tiếp để rất nhiều đạo thống trước đó ôm suy đoán thái độ hoài nghi nghẹn ngào, hãi nhiên đến cực điểm. Nói không chút khách khí, chỉ riêng trận thế này đã làm rất nhiều đạo thống sợ hãi run rẩy. So với đại quân mà nhóm thế lực Thiên Hoàng Sơn, vô tận hỏa quốc sai phái ra, khủng bố hơn đâu chỉ mấy lần. Hơn nữa, thám tử của rất nhiều đạo thống chú ý tới, trường sinh cố ra ít nhất có đồng thời có 10 vị trí tôn xuất động khí tức che kín bầu trời, làm người sợ hãi, nhịn không được muốn quỳ phục trên mặt đất. Trong đó, thậm chí không có chuẩn trí tôn. Phải biết Thiên Hoàng Sơn có ba vị trí tôn của xuất thủ, Thái Cổ Diệp Tộc cũng giống vậy là ba vị. Thế này ở trong rất nhiều đạo thống đã coi là lực lượng không thể địch nổi, trí tôn thưa thớt, tuyệt không phải nói ngoa. Bây giờ, số lượng trí tôn đã biết của chân tiên thư viện cũng chỉ hơn 10 vị thôi. Nhưng trường sinh cố ra lại phái ra một lượt tận 10 vị. Đây là một loại thái độ càng hiện ra nội tình khủng bố. Từ phủ đã điều động một vị trí tôn muốn tiến đến nghĩ cách cứu viện truyền nhân của bọn hắn. Vậy được thôi, hôm nay trường sinh cố gia ta sẽ điều động mười vị. Cái này khiến rất nhiều thế lực kinh hãi đến cực hạn. Bọn hắn biết trường sinh cố gia có nội tình khủng bố, thâm bất khả chắc từ thời kỳ cổ xưa nhất của tiên vực đã liên tục truyền thừa sừng sững đến nay, không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, không ít đạo thống đều đang tự hỏi nếu lực lượng này bỗng nhiên giết tới trong chỗ cương vực của bọn hắn, bọn hắn có thể ngăn cản hay không? Chỉ sợ trừ những thế lực đạo thống tự kiềm chế kỵ kỳ nguyên trước đó đã tồn tại ra, thì gần như không ai có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhịn không được dùng mình một cái. Trước lúc này, rất nhiều đạo thống đều đang suy đoán nội tình của trường sinh cố ra như thế nào, tại sao có thể sừng sững bất hủ. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục biết được một bộ phận nguyên nhân. Sau đó, từng chiếc cổ chiến thuyền phá vực khoác hỗn độn khí và tiên vụ nổ vang phá tan thiên vũ phía trên có vết máu của cường giả cổ lão từng quang môn mở rộng sau đó kỵ sĩ và chiến binh giết ra khí thế ngập trời số lượng khoảng hơn ngàn hơn vạn tiên giáp óng ánh như trải qua vô tận sát phạt từng vị cường giả tính tình nóng này đỉnh đầu có khí huyết ngút trời trùng thiên từng trang hán tay cầm vũ khí đủ loại kiểu dáng cưỡi hung thú thuần huyết đi vào trong quang môn giết hôm nay san bằng tử phủ. Dương uy danh của trường sinh cố gia ta. Cổ chiến thuyền cổ pháp mà nguy nga, nổ vang giữa bầu trời mà đi, phá tan chân trời, trực tiếp mạnh mẽ mở ra thông đạo không gian. Loại tiên uy đó thật là quá mênh mông, làm cho người ta không dám tưởng tượng, áp chế linh hồn của vô số tu sĩ đều đang run rẩy, nhị không được quỳ dạp xuống đất. Hơn nữa, có tu sĩ hình như chú ý tới, trừ chí tôn ra, trường sinh cố ra còn phái phái ra đế cảnh đế cảnh là tồn tại đã gần như là nhà vô địch chấn áp nội tình. Bây giờ tiên cảnh thượng giới không hiện, đế cảnh sẽ đại biểu cho vô địch. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tê cả ra đầu. Sau đó, sau khi trường sinh cố ra phái ra đại quân, ở một vùng đất xa xôi. Chỗ cương vực của Thái Sơ Thần Giáo cũng bắt đầu có cổ chiến thuyền trùng sát mà đến, trùng điệp mang theo sát khí vô lượng, đánh trời cao rách tả tơi. Ánh mắt cả thượng giới đều bởi vì một trận chiến này mà bị rung động rất nhiều thế lực đạo thống cũng ngay lập tức phái cường giả đi từ phủ, mặc dù không tham gia trong đó, nhưng cũng không muốn bỏ qua trận đại chiến khủng bố này. lúc này tử phủ sao có thể ngăn cản? nhưng bởi vì duyên cớ này, cố trường ca ở huyền vũ cổ quốc ngược lại lộ ra rất nhàn nhã, rất nhiều tu sĩ đều tập trung được chú ý lên từ phủ. hắn bên này ngược lại ít đi rất nhiều chú ý người. cái này khiến cố trường ca cảm thấy một chút mưu kế của hắn, có lẽ đều là nghĩ nhiều. Hắn thậm chí đều không cần xuất thủ, chỉ với lực lượng này, Tử phủ đã quá sức, còn muốn chống lại. Đó căn bản chính là chuyện không thể nào. Chỉ có điều, nếu như vậy thì hắn sẽ không còn cơ hội thí nghiệm đại quân đến từ tiên cổ đại lục kia. Có vết xe đổ của Tử phủ, sau này sẽ có đạo thống còn dám bị hắn tính toán như vậy. Giờ phút này, trong đình viện, vài cây thúy trúc phát ra âm thanh xào xạc, lộ ra vẻ tao nhã nhưng có chút thanh u lịch sự cố trường ca áo bào như tẩy không nhiễm trần thế cơ thanh huyên ở bên cạnh mài mực cho hắn mà hắn ngược lại đang hăng hái viết cái gì đó đường uyển mặc một thân bạch sắc xa y khuôn mặt dịu dàng tú mỹ không cần phấn trang điểm thân hình thướt tha có chút kính cẩn bất an đứng ở trước mặt hắn thật ra trong lòng nàng cũng không bình tĩnh như nhìn từ bề ngoài càng hiểu rõ thì nàng càng cảm giác được cố trường ca khủng bố trước đó Đường Uyển đã tìm cổ tịch đọc, đã suy đoán Cố Trường Ca là người thừa kế Ma Công. Bây giờ xem ra, chỉ sợ suy đoán này là thật. Ngay khi thượng giới đang oanh động bởi vì hắn gây nên, ngay khi tử phủ rơi vào cục diện gần như bị rất nhiều đạo thống hủy diệt, hắn là người trong cuộc lại ở chỗ này nhàn nhã luyện chữ. Điềm tĩnh, lạnh nhạt, lộ ra cảm giác siêu nhiên. Trên lệch lớn như vậy làm cho trong lòng đường uyển run rẩy, quả là hoảng sợ e ngại đến cực hạn. Tốt, chữ này thật là khó việt. Lúc này, cô trường ca mỉm cười, buông cây bút trong tay xuống. Chữ của công tử thật là đẹp. Trong mắt đẹp của cơ thanh huyên nổi lên dị sắc. Một chữ giết này vốn nên là tràn ngập tốc sắt kim qua thiết mã chi ý, nhưng tại dưới ngòi bút của cố trường ca lại có một cỗ tiên khí thoát tục, giống như có thể bởi vì chữ này mà đình chiến. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện chữ này ẩn chứa vô thượng áo nghĩa. Giết chữ bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi trang giấy, sau đó hóa thành chiến thanh thiết huyết, sắp phạt tất cả. Cảnh giới này làm cho nàng vô cùng nàng thán phục. Ngươi nịnh hót như vậy. Cố trường ca nghe vậy cười cười, lúc này mới nhìn về phía đường uyển sớm đã chờ hắn thật lâu. Tham kiến chủ nhân Giờ phút này, ở trước mặt cố trường ca, đường uyển đã không còn dám cuột cường cứng cỏi giống trước đó, cảm giác sợ hãi, bất an sâu sắc. Bởi vì nàng lo lắng sau tử phủ, đường ra sau lưng nàng sẽ trở thành tử phủ thứ hai, bước về phía cho bụi. Mặc dù bây giờ tử phủ còn chưa bị hủy diệt, nhưng dưới cái nhìn của nàng thì cũng không còn xa nữa. Cho dù Sở Hạo là người tiếp quản trưởng giáo tương lai của Thái Thượng động thiên, đối mặt với Cố Trường Ca cũng chỉ có một con đường chết. Không nói Cố Trường Ca ẩn giấu thực lực, chỉ với rất nhiều thủ đoạn bây giờ hắn thể hiện ra ngoài đã đủ làm người ta sợ hãi. Trước lúc này mặc dù đường uyển biết được cố ra mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cường đại khủng bố đến loại trình độ này bây giờ thế cục cả giới đều bởi vì đại quân trường sinh cố ra sai phái ra lần này mà biến hóa khoảng thời gian này hình như sở hạo vẫn còn đang thương nghị dự định đối phó ta trước đó ta đã từng nói nếu hắn không chủ động trêu chọc ta thì ta sẽ lười động thủ với hắn nghiền chết hắn đối với ta nhẹ nhõm hơn so với hủy diệt tử phủ rất nhiều Cố Trường Ca ngước mắt mỉm cười nhìn nàng một cái nói, mang theo ôn nhuận như ngọc làm cho người ta như được tắm gió xuân ấm áp. Nghe vậy, sắc mặt Đường Uyển hơi tái, phía sau lưng sinh ra một luồng hơi lạnh, cũng không biết làm sao Cố Trường Ca biết được chuyện này. Nhưng hắn nói vậy cũng không sai. Khoảng thời gian này, Sở Hạo đúng là không nghe lọt tai lời nàng khuyên bảo. Ngược lại vẫn đang tính toán đối phó Cố Trường Ca, cũng không hết hy vọng muốn báo nỗi khuất nhục ngày đó thanh âm của nàng không nhịn được phát run có chút ức chế không nổi sợ hãi ta đã khuyên giải sở hạo chủ nhân có thể cho ta một chút thời gian nữa hay không trong đình viện gió nhẹ thổi qua làm cho trúc xanh xào xạc cảnh vật xung quanh càng thêm âm u thật sao thế nhưng ta cảm thấy dường như sở hạo vẫn một lòng muốn dồn ta vào chỗ chết đây là ta cảm nhận bị sai hoặc sở hạo hắn cùng vọng tự tin nếu ta cho người thời gian ngươi cảm thấy ngày nào thì phù hợp hay muốn ta tự mình động thủ Kỳ thật con người ta rất ghét phiền phức nhưng dường như sở hạo không ở trong nhóm này trước bàn đá cố trường ca thổi nhẹ hơi nước trong chén trà sắc mặt nhàn nhạt, nhạt tùy tiện mở miệng nói lời nói ra thì rất hời hợt cũng không phải rất để ý trong đôi mắt xinh đẹp như lưu ly của cơ thanh huyên lộ ra sự giật mình kinh ngạc nàng hầu hạ ở bên cạnh khéo leo nắn bóp bả vai cố trường ca đã sớm quen với thân phận nhà hoàn này dưới cái nhìn của nàng cố trường ca có thân phận như thế nào, làm sao sẽ để ý nhiều tới sở hạo. Nói như thế đơn thuần vì cho rằng bị một con run dế xúc phạm, cảm giác không được thoải mái. Xin chủ nhân cho ta một khoảng thời gian, nhiều nhất là nửa tháng, ta nhất định làm cho sở hạo hiểu được tất cả, để hắn mất hết hy vọng. Sở hạo không biết trời cao đất rộng, có chỗ nào đắc tội chủ nhân, mong rằng chủ nhân khoan dung độ lượng, không để ý tới. Giọng nói đường uyển run rẩy, ánh mắt vô cùng sợ hãi, Tất nhiên là kinh sợ đến tột cùng. Theo như ý nghĩa trong lời nói của Cố Trường Ca, chẳng lẽ hắn muốn ra tay với Sở Hạo? Ngay lúc này, nàng không dám tưởng tượng, nếu Cố Trường Ca thật sự làm gì Sở Hạo, Sở Hạo có thể có bao nhiêu phần trăm đường sống. Chỉ sợ là thập tử vô sinh. Trước lúc này, dù cho nàng nói với Sở Hạo như thế nào, Sở Hạo cũng kiên quyết cho rằng, hắn sớm muộn sẽ đòi lại tất cả từ trên người Cố Trường Ca, rửa sạch mối nhục ngày đó đối với những lời khuyên bảo của đường uyển thì sở hạo ngoảnh mặt làm ngơ không quan tâm ôm ý định như vậy trong khoảng thời gian này sở hạo có không ít thủ đoạn và mưu đồ bí mật những thủ đoạn này theo đường uyển thì nó rất ngu ngốc không thể làm ra ảnh hưởng gì với cố trường ca nói cho cùng sở hạo chỉ là một hoàng tử nho nhỏ của chu tước cổ quốc mà so với chu tước cổ quốc thì toàn bộ trường sinh cố gia thậm chí ngay cả thế lực nhỏ nhất hắn phụ thuộc cũng kém xa tít tắp hèn mọn như sâu kiến dưới sự tranh lệch khổng lồ như vậy sở hạo còn cảm thấy mình có hy vọng sao nhất là ngay cả nàng cũng thân bất do kỳ không thể trợ giúp sở hạo hắn còn không nghĩ ra sao bây giờ đường uyển rất thất vọng về sở hạo nàng đã nghĩ hết tất cả biện pháp để giúp sở hạo thế mà sở hạo không những không để ý thậm chí còn đi tìm đường chết nếu như cố trường ca thật sự định hủy diệt chu tước cố quốc thì chỉ là chuyện một câu nói thậm chí không cần cố trường ca tự mình động tay vô số đạo thống và thế lực muốn lấy lòng hắn đều rất vui vẻ đi làm chuyện này trông cậy vào thái thượng động thiên sau lưng sở hạo che chở cho hắn chẳng lẽ không thấy được kết quả của tử phủ sao không cần sở hạo bên kia ngươi không cần quan tâm nhiều ta có chuyện khác muốn giao cho ngươi lúc này cố trường hạo khoát tay ngắt lời nàng từ tốn nói khoảng thời gian này một người tên là tần vô nhai có lẽ sẽ tới tìm ngươi đến lúc đó Mặc dù ngươi gặp chuyện gì đều không cần phải sợ, chỉ cần làm theo lời ta nói là được. Tần vô nhai Đường uyên ngây ngẩn cả người, chẳng biết tại sao, cái tên này làm cho nàng cảm thấy vô cùng quen, dường như đã nghe qua ở đâu đó. Đây là sư huynh của tử dương thiên quân sao, kẻ thù của chủ nhân. Bỗng nhiên nàng phản ứng kịp, sắc mặt hơi thay đổi, tần vô nhai sẽ tới đây tìm nàng. Là hắn, dù sao ngươi cũng là đạo lữ kiếp trước của hắn, Hắn biết được sự tồn tại của ngươi, nhất định sẽ tới đây tìm ngươi nối lại duyên cũ. Cô trường ca liếc qua nàng, từ tốn nói. Đạo lữ kiếp trước. Nghe thấy thế, đột nhiên đường uyển mở to hai mắt, không thể không hít một hơi không khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Trong khoảng thời gian này, trong đầu nàng mông lung hiện ra một chút hình ảnh mờ ảo. Đó là trên một đỉnh núi cổ xưa hùng vĩ, cách thời đại này rất xa. Trời đất bao la, vạn vật mênh mông thần nhạc nguy nga tiên sơn bao la hùng vĩ vô cùng mênh mông và bát ngát nàng có một phụ thân mặt mũi hiền lành trưởng môn đức cao vọng trọng còn có vị đạo nữ đại sư huynh thành thục ổn trọng còn có sư đệ sư muội gánh vác trách nhiệm khôi phục sơn môn mặc dù nàng tự an ủi mình đó là mơ nhưng lại không nhịn được phải nghi ngờ đến cuối cùng thế gian này có tồn tại luân hồi hay không mà bây giờ nghe câu nói của cố trường ca thật sự là làm cho nàng lập tức ngơ ngẩn đứng tại chỗ trong đầu như bị âm thanh của một cái chuông đồng khổng lồ nổ vang, ù ù và run rẩy. Thế nhưng, làm thế nào mà Cố Trường Ca biết được hết tất cả, còn nói chắc chắn rằng Tần Vô Nhai kia là đạo lữ kiếp trước của nàng. Điều này khiến Đường Uyển hoàn toàn sững sờ, quả thật không thể tin được. Cố Trường Ca đến cuối cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại biết hết tất cả những chuyện này? Cố Thanh Huyên nghe thấy những lời nói đó của Cố Trường Ca, trong lòng cũng rất kinh hãi, nhưng trên mặt không lộ ra điều gì, đành phải giả bộ như cái gì cũng chưa nghe thấy. Nhưng trong lòng nàng, cố trường ca càng trở nên thần bí khó lường, thậm chí ngay cả luân hồi kiếp trước cũng thấy rõ ràng như vậy. Làm thế nào mà chủ nhân biết được những thứ này? Tuy nhiên, dù gì đường uyển cũng từng ma luyện qua trong thương minh, trải qua sóng to gió lớn. Rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo lại, không nhịn được hỏi. Nhưng ngay cả nàng cũng không muốn thừa nhận trong giọng nói của mình có chứa sự run rẩy sợ hãi. Cố Trường Ca nhìn nàng một cái, lắc đầu, cũng không nói nhiều, ngươi không cần biết những thứ này, chỉ cần nhớ kỹ những việc ta để ngươi làm là đủ rồi. Vâng. Đường Uyển gật đầu, trong lòng tràn đầy nỗi bi ai, nhớ tới thân phận khác của Cố Trường Ca, truyền nhân luân hồi cổ thiên tôn. Hắn có thể hiểu thấu đáo luân hồi chi đạo, thấy rõ hết tất cả cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là nàng không nghĩ ra, vì sao nam tử có mối quan hệ với nàng đều sẽ xuất hiện ở mặt đối lập với Cố Trường Ca bất kể là sở hạo hay người được gọi là tần vô nhai nam tử mờ ảo làm đạo lữ kiếp trước của nàng đều như vậy đến cuối cùng vậy mà nàng lại tự mình đi ra đối phó bọn hắn loại cảm giác này làm cho đường uyển yếu lòng mà chết ngươi về chu tước cổ quốc trước nếu có chuyện gì ta sẽ phân phó lại cho ngươi sau cố trường ca thản nhiên nói biết được suy nghĩ trong lòng đường uyển nhưng vẫn không để ý vâng thưa chủ nhân Đường Uyển rũ đầu, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ảm đạm. Mà sau khi Đường Uyển rời khỏi, Cố Trường Ca cũng khoát tay bảo Cơ Thanh Hiên lùi xuống dưới. Hắn nhìn tờ giấy trong tay, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Bây giờ, Tử phủ không thể từ bỏ Tử Dương Thiên Quân, mặc dù đang bị tất cả thế lực đạo thống lớn bao vây, nhưng vẫn phái cường giả tới nghĩ cách cứu hắn. Nếu Thái thượng động thiên thức thời, hắn biết sẽ nên làm thế nào, còn không, cũng đừng trách ta lại ra tay. Cố Trường Ca nhỏ giọng thì thào, ánh mắt hơi thâm thúy. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca bắt đầu phân phó thủ hạ bên người, mang Tử Dương Thiên Quân đang bị bao vây bởi đám người tử phủ, nhốt vào trong chu tước cổ quốc. Dù sao hắn dự định bắt kẻ gây ra tai họa. Nếu cứ như thế, có thể khơi mào mâu thuẫn của Thái Thượng Động Thiên và Tử Phủ, ngược lại tiết kiệm được chút phiền phức. Nếu như không thể, cũng có thể làm cho Chu Tước cổ quốc tai bay vạ gió, cứ bị diệt đi mặc dù cố trường ca nhắm đến sở hạo ra tay với chu tước của quốc nhưng vô duyên vô cớ ra tay ngược lại sẽ làm người ta lên án dù bên ngoài hắn là người đứng đầu trẻ tuổi trong chính đạo phải giữ gìn danh dự mới được huống hồ bây giờ trường sinh cố ra lộ ra phong mang nếu hành động của hắn quá mạnh mẽ khoa trương tránh không được những đạo thống còn lại sẽ kiên kỵ trường sinh cố ra sinh ra ý nghĩ nghi ngờ hắn sau nhiều loại cân nhắc cố trường ca cảm thấy vẫn nên mượn đao giết người càng thêm phù hợp về phần bên phía Sở Hạo, trước mắt mà nói, Cố Trường Ca không để ý cho lắm. Nói cho cùng bối cảnh của Sở Hạo kém xa Tử Dương Thiên Quân. Ngoài ra, muốn đối phó với Sở Hạo, bây giờ còn chưa vội. Thân là khí vận chi tử, tác dụng của Sở Hạo nhiều hơn so với Tử Dương Thiên Quân. Trước lúc này, còn chưa nghiền ép sạch sẽ, giết chết như thế cũng thật sự quá đáng tiếc. Dù sao rau xanh như thế rất khó tìm. Cũng chính là hai người Sở Hạo vô nhai có thể cho hắn thu hoạch một chút. Kể từ đó, ngược lại sự việc cũng thuận lý thành trương rất nhiều, chu tước cổ quốc bị tử phủ phẫn nộ hủy diệt. Đến lúc đó nhiều lắm thì ta chỉ nói một câu thương xót, rằng không ngờ tử phủ lại ngoan độc như thế thôi. Nghĩ tới đây, cố trường ca nhịn không được, nhếch miệng cười, sau đó xuất phát đi tới chu tước cổ quốc. Mà đám người huyền vũ cổ quốc đang mật thiết chú ý tới nhất cử nhất động của cố trường ca, giờ phút này cũng lộ ra tung tích đơn giản hận không thể từ trên xuống dưới cả nước, pháo đưa tiễn, chiêng trống vang trời. Rất nhiều thế gia Huyền Vũ cổ quốc cũng nhẹ nhàng thở ra, sợ đám người tử phủ và Cố Trường Ca đánh nhau, làm cho tất cả bọn họ dính líu vào. Mà bây giờ Cố Trường Ca vừa rời khỏi, dưới Huyền Vũ cổ quốc cũng an toàn hơn nhiều, không cần lo lắng hãi hùng như trước đó. Sư thúc, sau khi Uyển Nhi rời đi, không phải đi gặp Cố Trường Ca chứ? Cùng lúc đó, Hoàng đô Huyền Vũ cổ quốc trong một tòa phủ đệ rộng lớn khí phái. Có hai người đang thảo luận một số chuyện, nam tử đang tra hỏi, khuôn mặt anh tú, thân hình cao to, mơ hồ lộ ra khí phách bất phàm. Chính là Sở Hạo, mà lão giả trước mặt hắn, đạo cốt tiên phong, có ba sợi dâu bạc trắng, chính là vị Bạch Dương sư thúc. Hai người rời khỏi chu tước cổ quốc, một đường đi theo đường uyển. Sở Hạo vội vã muốn biết mục đích nàng tới đây, vì sao muốn gặp Cố Trường Ca? Sư thúc ngươi không có theo sao sao? Mặc dù đã sớm đoán được như thế, nhưng khi nghe nói sư thúc như vậy, sắc mặt Sở Hạo rất khó coi, hít sâu một cái, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hôm nay bên cạnh cố Trường Ca đang có một vị cường giả đế cảnh thần bí bảo vệ, ta tùy tiện đi theo, rất có thể bị vị đế cảnh kia hiểu lầm, cho rằng cùng một nhóm với Tử Phủ tới ám sát cố Trường Ca. Mặt của Bạch Dương lộ vẻ kiên kỵ, giải thích. Bản thân hắn có nhận biết đối với vị trí tôn tử phủ được phái tới, cứu Tử Dương Thiên Quân. Thực lực của hắn coi như mạnh hơn đối phương, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều. Lúc này, nếu gặp phải vị đế cảnh cường giả thần bí kia, không phải đi chịu chết sao? Sư thúc cân nhắc chu đáo, là ta lỗ mãng. Nghe vậy, Sở Hạo nắm chặt nắm đấm, trong lòng lại hiện ra sự không cam lòng. Hắn tu hành từ nhỏ, một đường xuôi gió thuận nước, đạt được rất nhiều cơ duyên cũng chưa có gặp phải thất bại gặp chắc trở gì gần mấy trăm tuổi chính là trí tôn cảnh cuối cùng tiền đồ sáng lạng tương lai chỉ cần không chết ắt phải là nhân vật đứng đầu ở thượng giới nhưng hôm nay ở trên người cố trường ca hắn lại nhiều lần gặp phải đà kích lớn cho dù là hôm nay sư thúc có thực lực trí tôn lộ mặt nhưng cũng không làm gì được cố trường ca thậm chí cũng không dám hiện thân đi dò xét nhưng hạo nhi ngươi cũng không cần lo lắng ta nhìn đường uyển trước đó đi gặp cố tường ca rồi đi ra Thật ra thì cũng chính là thời gian uống cạn chung trà thôi. Giữa hai người hẳn sẽ không phát sinh cái gì, hơn nữa khí tức Đường Uyển thanh khiết, vẫn là thân hoàn bích. Thấy bộ dáng của Sở Hạo như vậy, Bạch Dương có chút bận tâm không biết làm sao, vỗ vai hắn một cái, rất sợ một hạt giống tốt lại bị hủy như vậy. Cho nên không nhịn được mở miệng khuyên như thế. Một nữ nhân mà thôi, cũng không đáng cho Sở Hạo để ý như vậy. Nhưng những lời này hắn không có nói nhiều. Ta biết Sư thúc yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Giờ phút này, Sở Hạo đã bình tĩnh lại, biết lúc này, trách cứ Đường Uyển cũng không thể nào. Như loại chuyện này, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết ngăn cản. Cố Trường Ca điên rồ như vậy, ai biết hắn có một ngày nào đó có thể bỗng nhiên gây chuyện lung tung. Mà đến lúc đó Đường Uyển là một nữ tử yếu đuối, chẳng lẽ còn có thể chống cự sao? Nhưng lúc này, sắc mặt của Sở Hạo đột nhiên thay đổi lần nữa. Cảm giác tu di trong truyền tin phủ, có tin tức từ Chu Tước cổ quốc truyền tới. Nếu như không phát sinh việc lớn gì, Chu Tước quốc chủ sẽ không chủ động liên lạc với hắn. Chuyện gì xảy ra? Bạch Dương chú ý tới sắc mặt Sở Hạo thay đổi, không nhịn được hỏi. Chu Tước cổ quốc xảy ra chuyện. Đáng ghét, ta và Cố Trường Ca không đội trời chung. Sở Hạo lấy ra truyền tin phủ, rất nhanh tra xét xong tin tức trong đó, sắc mặt cũng bỗng nhiên thay đổi kịch liệt hắn trở nên âm trầm khó coi gần như nghiến răng nghiến lợi từ trong cổ họng phun ra những lời này hận ý ngút trời sư thúc chúng ta trở lại chu tước cổ quốc trước nói xong hắn định quay về ngay không nghĩ tới đang lúc giao chiến với tử phủ cố trường ca còn không quên tính toán tới chu tước cổ quốc ngược lại thật sự độc ác chẳng lẽ là sắc mặt của bạch dương hơi thay đổi cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này hắn mơ hồ đoán được cái gì đối với thủ đoạn của cố trường ca không nhịn được sinh ra một hơi khí lạnh khi sở hạo bàn luận về cách đối phó cố trường ca cố trường ca đã ra tay trước một bước hơn nữa thủ đoạn còn rất đáng sợ có thể nói sấm rền gió cuốn làm người ta giận cả tóc gáy giết người không thấy máu khoảng thời gian này ánh mắt của thượng giới bây giờ dường như đều hội tụ ở lãnh thổ từ phủ không có tu sĩ và đạo thống không chú ý đến tất cả những thứ này cho dù là bên ngoài phật sơn siêu nhiên nhóm thế lực nhân tổ điện cũng đang chú ý rất cẩn thận. Trường sinh chiến, bất hủ kiếp, từ xưa đến nay xuất hiện qua bao nhiêu lần. Tất cả mọi người dân trào nhiệt huyết, cảm xúc kích động. Đại quân trùng điệp, cưỡi cổ chiến thuyền giá lâm, đến từ thiên hoàng sơn, các loại thế lực đạo thống, thái cổ diệp tộc, lấy cớ trinh phạt người thừa kế ma công, thảo phạt cờ hiệu tử dương thiên quân, trực tiếp đánh tới. Nếu san bằng tử phủ, đối với hắn mà nói, cũng có thể chia cắt rất nhiều chỗ tốt. Từ phủ sừng sững vô số năm, tích lũy bao nhiêu tài nguyên và nội tình. Hôm nay, trận chiến này ở trong mắt tất cả mọi người, từ phủ át phải bị tiêu diệt, không có bất kỳ khả năng dư thừa nào. Trận đại chiến này có thanh thế vô cùng kinh khủng, trong chu vi trăm triệu vạn tinh không, đều bị chấn động, khó có thể tưởng tượng. Giết đi, san bằng từ phủ. Tỷ tỷ tu sĩ và sinh linh trùng điệp, vượt qua hư không hải, hỗn độn loạn xạ, thanh thế ngút trời, dường như sắc khí muốn bao phủ hết thảy. Vô số thế lực ven đường sợ hãi, co rúm ở biên giới, không dám lên tiếng. Nhìn những đạo thống này với thế lực phụ thuộc, che khuất bầu trời từ phía chân trời. Tỷ tỷ số lượng đại quân, chèn ép, tựa như một thanh lưỡi dao tuyệt thế, lấy thiên uy mà đúc, ầm ầm bổ ra hết thảy. Ầm. Trong tử phủ, tất cả đệ tử và trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc, thúc giục các loại thủ đoạn trí cường thần quang ngút trời, kích hoạt hộ sơn đại trận, đủ loại tia sáng khắp trời, xen lẫn ở trong trời đất, hội tụ thành một chiếc lưới vô cùng lớn, muốn chống lại. Nhưng tu sĩ đánh tới thật sự quá nhiều, Thiên Hoàng Sơn thống ngự vạn tộc, tất cả tinh nhuệ phái tới, mây trời cuồn cuộn, giết tới long trời lở đất, bầu trời mất đi ánh sáng. Thiên Thu vạn cổ, rất khó gặp một trận này. Ở một nơi khác, tất cả sinh linh có thể cảm nhận được thiên ngoại có khí thế mãnh liệt, vô thượng càn quét từng viên đại tinh run rẩy run cầm cập bầu trời vũ trụ rung động trời đất vặn vẹo nơi đó chuyển tới gầm thét và âm thanh chết chóc chấn động vô số thế lực có thể suy ra nơi đó phát sinh đại chiến kinh khủng như thế nào trận chiến của các trí tôn từng pháp thân hơn người tử khí kéo dài tất cả đều biến đổi đội trời đạp đất vô số thần hà lượn lờ muốn đánh tan tất cả kẻ địch muốn sừng sững đứng ở trên vũ trụ thấp thoáng trong đó có thể nhìn thấy trong phòng có một vùng cực kỳ trói lọi bao phủ một lớp chuông màu vàng sáng chói dấu ấn xanh chìm nổi đó là trí tôn khí nháy mắt thức tỉnh làm cho tất cả quy tắc mơ hồ rất nhiều tinh thần cũng nổ tung trong nháy mắt trở thành phấn vụn từng cảnh tượng ấy làm cho tất cả tu sĩ và đạo thống hoảng sợ nội tình từ phủ lại đáng sợ như này trực tiếp ngăn cản đòn tấn công của thiên hoàng sơn thái cổ diệp tộc không nghĩ tới thì ra từ phủ ẩn núp sâu như vậy như những trí tôn kia chắc là từ tổ điện đi ra khí tức của hắn không thuộc về thời đại này rất nhiều cường giả đạo thống đang tỉ mỉ chú ý trận chiến này vô cùng khiếp sợ không nghĩ tới trước đó cho là sẽ nghiêng về một phương vậy mà sẽ rằng co không nghỉ sức mạnh của tử phủ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người rất nhiều người mới kịp phản ứng tử phủ dám làm như thế thì cũng có ngọn nguồn mà lúc này bên ngoài tinh vực xa xôi bỗng nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm tất cả mọi người run rẩy thần hồn dường như muốn văng tung tóe lá cờ cũ xưa chập chờn như đang chống lại tất cả vô số cổ chiến thuyền đang rơi xuống từ một cái hố sâu như phá vực đại lục cổ xưa ngay sau đó đánh vỡ hư không khoác hỗn độn khí đánh vỡ hết thảy nghiền ép bầu trời chiếc cố thật to chập chờn trên bầu trời ở phía trước chính là lãnh thổ của tử phủ Trường Sinh Cố ra dáng lâm. Lần này Tử Phủ lành ít giữ nhiều, hắn có thể chống đỡ liên thủ mấy gia tộc, nhưng có thể chống đỡ Trường Sinh Cố ra sao? Xem ra Sơn môn Tử Phủ sắp bị công phá. Tất cả đạo thống và thế lực khiếp sợ, nhìn tỷ tỷ đại quân giết tới, kéo dài không dứt, che khuất bầu trời, cũng che khuất trời sao? Đây là lực lượng vô song làm cho người ta sợ hãi phát run. San bằng Tử Phủ, Dương Danh cho Cố Gia ta có lão giả ở trên cổ chiến thuyền lấy kèn hiệu thổi vang sau khi trải qua phong ba khủng bố rơi xuống trong khoảnh khắc trận đại chiến này trong nháy mắt bùng nổ trên cổ chiến thuyền phù văn ngập tràn hóa thành thần kiếm bay vùn vụt về phía trước sâu trong tinh không bỗng nhiên hiện ra mây mù đầy trời rung động chín tầng mây hư không run rẩy từng đợt giống như cái sàng bị từng luồng ánh sáng rực rỡ hài hòa đánh thủng đại trận trước sơn môn tử phủ thiếu chút nữa đã bị vỡ nát, không thể duy trì lâu. Một màn này làm cho các cường giả ở xa ngắm nhìn trận chiến rung động muốn chết, sau lưng chợt sinh ra luồng khí lạnh. Đây chỉ mới là một chiêu, nếu mấy chiêu tiếp theo, sơn môn tử phủ còn có thể thủ vững sao. ầm, Mà lúc này, trí tôn cố ra cũng ra tay. Trong lúc giơ tay nhấc chân, trí tôn oai hùng, quét sạch tám phương, để cho nhiều tinh thần run rẩy. Giết! Trong tử phủ, lúc này, ba vị trí tôn lại xông ra lần nữa khí tức còn mạnh mẽ hơn so với các trí tôn đang giao chiến với thiên hoàng sơn trường sinh cố ra khinh người quá đáng thậm chí cô trường ca còn chiếm lấy truyền thừa tử phủ chúng ta chấn áp truyền nhân tử phủ thù này không đội trời chung truyền thừa tử phủ là thuộc về bọn ta không phải người ngoài có thể mơ tưởng ba vị trí tôn xuất hiện ở trên trời cao mặt mũi lạnh như băng vô cùng hận trực tiếp quát mắng các ngươi cho rằng bằng ba người các ngươi có thể mạo phạm cố ra ta sao. Biết rõ sẽ phải chết, còn tới ngăn cản bọn ta, dũng khí quả thực đáng khen. Vậy hôm nay thành toàn cho các ngươi, trên hoàng tuyền, có người bầu bạn, cũng xem như một điều thú vị. Mà trong lúc đó, trong đại quân cố ra, hơi thở đáng sợ tràn ngập, thần quang chiếu xuống, xóa tan đi sự lạnh lẽo. Mười vị trí tôn xuất hiện ở tám phương trên trời cao, mặt mũi mơ hồ, uy nghiêm ngút trời, lời nói mang theo lạnh ý và cường thế. Mười vị trí tôn hiện thân, khí huyết sâu phá trời cao, khí thế át phải chấn giết ba người tử phủ. Tất cả mọi người không khỏi rung động, trước đó vẫn mơ hồ cảm giác được cố ra điều động mười vị trí tôn, nhưng rất nhiều người còn chẳng cảm thấy khí tức như thế, cũng không hiện thân. Bên trong có thể có rất nhiều trí tôn. Mà nay tận mắt thấy, quả thực làm cho người ta hoảng sợ, mười vị trí tôn, toàn bộ đều là đỉnh phong mà còn là thượng vị trí tôn, tuyệt đối không phải trung hạ vị. Trí tôn cửu trọng thiên, chỉ sau khi có tu vi đến thất trọng thiên mới có thể được gọi là thượng vị trí tôn, có thể thấy lực lượng này rất kinh khủng. À không, đây đã làm cho người ta tuyệt vọng, trong tử phủ, có vô số đệ tử và trưởng lão nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi bi ai và thống hận, lửa giận ngút trời. Dầm, rất nhanh, trận đại chiến kinh khủng bùng nổ, ảnh hưởng đến tất cả mọi người, run rẩy cực độ thái độ của ba vị trí tôn rất bất khuất từ trước đến nay chưa từng có không sợ chết xuất ra thủ đoạn mạnh mẽ nhất đời người âm âm như tiếng sao nổ tung làm sụp đổ phía trước mặt nơi đó tựa như trời đất văng tung tóe càng khôn kịch liệt chấn động hỗn độn bốc lên hơi thở khai thiên tích địa hiện lên che mất toàn bộ thiên khung nhưng một lúc sau trong nháy mắt bọn hắn đã ho ra máu thân thể thiếu chút nữa nổ tung không ngừng bay tứ tung sao trời ven đường nổ vụn nhiều không đếm xuể, trong nháy mắt trở thành phấn vụn. Mười vị trí tôn xuất thủ, ngày càng ngạo nghễ, trừ phi đế cảnh xuất thủ, người nào có thể chống lại. Tất cả đạo thống hoàng sợ, cảm giác ra đầu tê dại, cố ra mạnh như vậy, dù là nhóm thế lực thiên hoàng sơn không ra tay, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt tử phủ. Đây chính là cục diện hoàn toàn nghiêng về một bên. Muốn ta xuất thủ tương trợ tử phủ, không phải ngươi đang nói đùa đấy chứ, hay là đầu óc của ngươi bị ngốc rồi mà ngay khi từ phủ cương vực ra đang diễn ra chiến trường khủng bố. Giờ phút này, cấm khu luân hồi hồ lại có vẻ hơi yên tĩnh. Sương mù hỗn độn phun trào. Ma sơn cao lớn nguy nga, cổ mộc phồn thịnh, giống như khu vực này đã tồn tại từ trước khai thiên. Từng cây ngũ thải thần thụ cắm rễ bên vách núi, rủ xuống ngưng luyện ra các loại pháp tắc, giống như từng lão quái vật không xuất thế, có loại khí tức làm cho thần hồn run rẩy, hồn quang chập chờn. Trong động phủ trên đỉnh núi, phun ra các loại thần hà chiếu rọi bầu trời thành một mảnh thần bí nơi này giống như một tiểu thế giới độc lập thường xuyên có thể nhìn thấy chỗ sâu có quang huy ngút trời chói lọi ở bốn phía có thể thấy được chim hót hoa nở cỏ cây xanh tươi linh chi sinh trưởng trên vách đá thụy thú ở phía xa gào thét thần cầm ở chân trời kêu to rất tường hòa giống như một thế ngoại đào viên ai cũng không ngờ được cấm khu luân hồi hồ cực kỳ thần bí của thượng giới lại có cảnh tượng như vậy một gợn sóng thần bí từ trong hư không truyền ra, lộ ra người đang nói chuyện. Lúc này, một kim sắc hào quang lượn lờ ở chân núi Thần Sơn. Tần Vô Nhai đang đứng ở đây, biểu lộ rất bình tĩnh nặng nề, sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn này, hắn không ngoài ý muốn chút nào. Bây giờ, toàn bộ thượng giới có bao nhiêu thế lực có can đảm xuất thủ hỗ trợ Tử phủ, gần như là không có. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, không muốn bỏ qua cơ hội cứu Tử Dương Thiên Quân hắn có thể đi đến luân hồi hồ nguyên nhân là bởi vì lần trước tới đây trao đổi nước của luân hồi hồ lấy một món thần vật đến từ cửu thiên để một vị tồn tại cổ xưa nơi đây thiếu hắn một nhân tình nếu không phải như thế hắn ngay cả tư cách tiến vào luân hồi hồ cũng không có vật liệu lần trước cho ngươi ta vẫn còn không ít nghe vậy tần vô nhai lên tiếng lần nữa dù sao thì hắn cũng đã sinh sống ở cửu thiên mấy trăm năm trong tay tích lũy không ít đầu tốt cho dù là loại tồn tại cỡ này cũng sẽ động tâm. Không được. Nhưng, vị cổ lão của luân hồi hồ này vừa nghe tới đó đã rất là dứt khoát từ chối, sau đó mang theo nụ cười thản nhiên, đùa cợt nói. Ngươi đi đi, đắc tội trường sinh cố ra sẽ không có quả ngon để ăn. Cộng thêm một bộ tiên đạo kinh văn đến từ cửu thiên, ta biết phương pháp cải thiên hoán địa cho luân hồi hồ. Đến lúc đó chỉ cần ngươi ẩn nấp khí tức của bản thân, cứu được sư đệ ta ra ngoài, không ai có thể phát hiện tung tích của ngươi. Bây giờ, tử phủ đối mặt với đại chiến, sẽ không ai chú ý hắn. Cố trường ca cũng chỉ sẽ tưởng rằng tử phủ âm thầm ra tay, sẽ không hoài nghi đến trên đầu của người. Nghe vậy, tần vô nhai lần nữa mở miệng nói, bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả một bộ tiên đạo kinh văn vô cùng chân quý. Nếu truyền ra bên ngoài sẽ dẫn phát vô số tu sĩ đạo thống tranh đoạt cũng lấy ra. Hơn nữa ngươi không cần tương trợ tử phủ, chỉ cần cứu sư đệ của ta ra, thế nào? vì để cho vị tồn tại cổ lão trước mắt này động tâm, hắn lần nữa giảm yêu cầu xuống. Sao trên người ngươi có thể có nhiều đồ tốt như vậy? Không sợ ta xuất thủ tiêu diệt ngươi, trực tiếp cướp đoạt sao? Vị tồn tại cổ lão nghe vậy, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, có chút động tâm. Dù sao, chỉ cần giấu được Cố Trường Ca, lấy thủ đoạn của hắn, muốn cứu Tử Dương Thiên Quân ra ngoài quả thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, lúc này hắn lại động tham niệm lần trước là bởi vì lấy đạo tâm phát thệ, không thể qua sông đoạn cầu. Nhưng lần này thì sao? Trong mắt hắn, tu vi của tần vô nhai không cao, như người mang trọng bảo, thậm chí ngay cả tiên đạo kinh văn của cửu thiên cũng có, cái này làm cho hắn rất kinh ngạc. Đến cảnh giới này của hắn, tranh lệch là cái gì? Đơn giản chính là cảm ngộ, tham khảo và lý giải đại đạo của người khác mà thôi. Nếu như có thể đạt được tiên đạo kinh văn, không chừng hắn còn có thể tiến thêm một bước, bước vào tiên đạo lĩnh vực. Nghe thấy như thế, trong lòng tần vô nhai lại rất bình tĩnh, giống như đã sớm dự đoán được, cũng không ngoài ý muốn. Tin tưởng ta, ta dám nói với ngươi như thế thì tuyệt đối có nắm chắc, không sợ ngươi nổi lên lòng tham. Hắn nói như thế. Được, vậy ta sẽ lại tin ngươi một lần nữa, nếu như chuyện này bị trường sinh cố ra biết được, bản tôn sẽ ngay lập tức sẽ thông báo cho bọn hắn chính là ngươi yêu cầu bản tôn làm. Lần này, vị tồn tại cổ lão này đáp ứng nhưng thật ra rất sảng khoái cũng không nghi ngờ lời nói của tần vô nhai oanh bên trong ngọn thần sơn phù văn lấp lóe một thân ảnh mơ hồ mà kinh khủng xuất hiện dưới chân hắn xuất hiện kim quang đại đạo phóng ra một bước rất nhanh đã không thấy đâu nữa thấy thế tần vô nhai rốt cục cũng thở phào một hơi lộ ra vài phần ý cười sư đệ kiên trì lên ta sẽ lập tức tới cứu ngươi mà ở một bên khác chu tước cổ quốc quốc đô trong hoàng cung Chu Tước Cổ Quốc Quốc chủ nói tất cả mọi người lui ra ngoài, trừ vị lão thái giám thân cận nhất bên người ra. Trong cung điện không còn người nào khác. Giờ phút này sắc mặt của hắn đang cực kỳ khó coi và âm trầm, thậm chí mang theo xanh xám. Ngay cả chén trà mà ngày bình thường hắn yêu thích nhất vào lúc này cũng đã rơi nát bấy. Cố Trường Ca này quả thực là khinh người quá đáng. Biết rõ hắn chính là một tai họa, kết quả còn muốn đi đến Chu Tước của quốc ta, đây không phải thành tâm muốn hại nhóm ta sao? Đến lúc đó, cường giả từ phủ chạy đến, một khi giao thủ ở chỗ này, như vậy không phải là muốn hủy chu tước cổ quốc ta sao? Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, hận đến sắc mặt cũng sám lại. Ai cũng không ngờ, sau khi cố trường ca rời khỏi huyền vũ cổ quốc, hắn chẳng những không tiến về từ phủ cương vực, tham gia đại chiến ngàn vạn năm khó gặp mà là giam giữ toàn bộ đám người tử dương thiên quân chỗ tử phủ ở chu tước cổ quốc. Chuyện này làm cho chu tước quốc chủ tức giận, Hắn có nỗi khổ không nói ra được. Rõ ràng muốn từ chối việc này, nhưng lại không dám ở ngoài sáng trên đắc tội cố Trường Ca, cho nên hắn không dám từ chối. Quốc chủ bớt giận, việc này hay là chúng ta thương nghị với Tam hoàng tử một chút đi, bây giờ đại quân áp cảnh, muốn giáng lâm đến cương vực chu tước của quốc ta. Nếu Trường Ca thiếu chủ khăng khăng muốn biến nơi đây thành chiến trường, vậy chu tước của quốc ta sao có thể chống đỡ được. Lão thái giám mặt không dâu, tóc bạc trắng, ở bên cạnh tranh thủ thời gian khuyên vẻ mặt cũng khẩn trương, lo lắng, vô cùng bất an, cảm nhận được một loại tai bay và gió. Bây giờ, ở trong cương vực của Chu Tước cổ quốc có thể thấy được trùng điệp cổ chiến thuyền lơ lửng trên bầu trời, không biết từ đâu phá không mà đến, quả thật giống như một đại lục cổ xưa. Hỗn độn sương mù che khuất bầu trời, nặng nề nguy nga, rủ xuống, mang theo uy áp làm người ta sợ hãi. Ở phía trên những cổ chiến thuyền đó có thể thấy được rất nhiều thân ảnh, lít nha lít nhít, số lượng khoảng hơn trăm vạn. Vừa nhìn thì thấy vẻ bề ngoài có khác biệt rất lớn với nhân tộc, phủ kín một mảng trời rộng lớn, giống như một đám mây đen nặng nề, tầng mây cuồn cuộn, tràn ngập khí tức làm cho người ta sợ hãi. Lân giáp lấp lóe, ma xí, đôi cánh che trời, thải lân lưu chuyển, tất cả đều là các chủng tộc tiên cổ. Hắc thiên ưng nhất tộc, thần ngạc nhất tộc, cổ đăng xà nhất tộc, tiên cổ long tộc. Khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí. Tư thế như thế trong khoảnh khắc có thể hủy diệt chu tước cổ quốc, làm cho rất nhiều tu sĩ rất lo lắng. Nhưng lúc này, chẳng lẽ yêu cầu Cố Trường Ca rời khỏi? Không nói trước chuyện giam giữ Tử Dương Thiên Quân đã không thể coi thường, chỉ riêng chuyện nếu trên đường gặp phải Tử Phủ nghĩ cách cứu viện, vậy thì nên giải quyết như thế nào? Cho nên việc cần phải làm bây giờ chính là trước tìm được Tử Dương Thiên Quân nhốt lại, đến lúc đó nếu Tử Phủ thật điều động người đến nghĩ cách cứu viện thì cũng dễ ứng đối hơn. Cách làm việc này của Cố Trường Ca trong mắt rất nhiều tu sĩ thì thấy cũng hợp tình hợp lý, không có gì đáng trách. Nhưng nơi hắn giữ cửa ải áp tử dương thiên quân lại chính là chu tước cổ quốc. Cái này lại làm cho rất nhiều người không biết làm sao, cảm giác rất bất an. Dù sao ai cũng không muốn tao ngộ tai bay và gió, cho nên lúc này rất nhiều tu sĩ đều lựa chọn rời khỏi quê hương, mau chóng rời khỏi chu tước cổ quốc. Việc này cũng chỉ có thể chờ hạo nhi đuổi trở về, chúng ta mới có biện pháp, nếu như đến lúc đó thật sự khai chiến ở đây, chu tước của quốc ta sao có thể có hy vọng sống sót. Lời nói của quốc chủ cũng chính là suy nghĩ của lão nô, nếu không phải vậy, lúc này chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi diệt quốc. Mà ngay khi chu tước quốc chủ và lão thái giám thương nghị chuyện này thì trên bầu trời cao phía ngoài cung điện có không gian rung động chuyển đến. Thân ảnh của hai người sở hạo và bạch dương, từ trong đó đi ra, nhanh chóng đi tới trong điện. Mặc dù huyền vũ cổ quốc cách chu tước cổ quốc rất xa, nhưng ở dưới thủ đoạn của Bạch Dương Chí Tôn thì rất nhanh đã mở thông đạo không gian, chạy về. Hạo Nhi, rốt cục ngươi đã trở về. Tham kiến Dương Tôn. Sắc mặt Chu Tước Quốc chủ tràn đầy vui mừng, xài bước đi đến bên cạnh Sở Hạo, đồng thời thi lễ về phía Bạch Dương một cái. Bạch Dương có chút khoát tay, ra hiệu hắn không cần làm như thế. Phụ Hoàng, chuyện ta đã biết được, bây giờ tử phủ đắc tội rất nhiều đạo thống, đã là cục diện khâu chết không thôi, lúc này tử phủ chắc chắn sẽ không để ý tất cả cứu tử dương thiên quân ra nếu như chu tước cổ quốc chúng ta giam giữ tử dương thiên quân sau khi tử phủ biết được tin tức này thì nhất định sẽ lập tức chạy tới đến lúc đó lấy thực lực của chu tước cổ quốc ta đừng nói chống cự có lẽ ngay lập tức sẽ hóa thành cho không còn tồn tại cố trường ca đáng chết kế này sách có thể nói là cực kỳ ngoan độc sở hạo trước tiên mở miệng nói sắc mặt vô cùng ngương trọng trước khi tới Chu Tước quốc chủ đã tại nói rất rõ ràng trong truyền tin phủ. Cố Trường Ca bắt Tử Dương Thiên Quân từ trong tử phủ đến Chu Tước cổ quốc giam giữ. Trừ cái đó ra, Cố Trường Ca cũng triệu tập trăm vạn đại quân đến đây, đang tập kết trong cương vực của Chu Tước cổ quốc. Thanh thế to lớn, che khuất bầu trời, làm cho vô số tu sĩ hồi hộp, cảm giác sợ hãi sâu sắc. Hai chuyện này, bất kỳ một chuyện nào trong đó thì đối với Chu Tước cổ quốc đều là vô cùng chí mạng. Cho nên, Hạo Nhi ngươi thấy chuyện này thế nào? Cố Trường Ca đây là nhất quyết muốn tai bay vạ gió, hủy diệt Chu Tước cổ quốc ta. Sắc mặt của Chu Tước quốc chủ trắng bệch, âm thanh run rẩy, trong lòng rất sợ hãi bất an, không thể đưa ra quyết định chắc chắn được. Hắn chỉ là một quốc chủ nho nhỏ, mặc dù trước đó rất tức giận bất mãn đối với Cố Trường Ca, nhưng hắn chưa hề dám để lộ ra ở ngoài mặt. Mà bây giờ, Cố Trường Ca làm vậy quả là chính là muốn hủy diệt Chu Tước cổ quốc. Hiện nay, Tràng diện này chính là chân long giao chiến, sâu kiến dưới chân trong lúc không để ý sẽ bị một tia pháp lực ba động chôn vùi. So với đi tới biên giới vực sâu vạn trượng thì còn làm cho người ta sợ hãi bất an nhiều hơn. Phụ hoàng không cần lo lắng, ở trên đường trở về, ta đã nghĩ kỹ đối sách. Lúc này, sợ rằng chúng ta có không dám thì cũng chỉ có thể từ chối yêu cầu của cố trường ca. Thần tiên giao chiến, phàm nhân gặp nạn, hắn đây là rõ ràng là muốn đối phó chúng ta, chẳng lẽ cho tới bây giờ,